chương 3060, thất sát thất bạo đan. Đừng nhìn thân thể thiên sinh cường hoành như tiên kim, không biết bị bao nhiêu người tha thiết ước mơ, nhưng mà, thân thể cũng không phải càng cường đại càng thích hợp tu luyện, mà là linh hồn phù hợp. Không phù hợp, dù thay đổi thân thể của tân khí hổ cũng không thành được thiên tôn. Duyên sinh thiên tôn gật đầu, thân thể này là thiên địa ẩn dục, cho nên hoàn toàn phù hợp linh hồn của bản tôn. Hơn nữa, bản tôn cũng từ đó thấy rõ không ít thiên địa chi bí, thậm chí có thể nhảy qua lực lượng độc nhất vô nhị, dùng một loại lực lượng bản nguyên nào đó bước vào nhất bộ thiên tôn. Cái này giống như lăng hàn, không có cách, thiên sinh địa dưỡng, liền như bức như vậy, lúc trước thiên sinh ở thiên hạ đệ nhất phó viện liền vô cùng cường hoành, hiện tại nếu đổi lại là linh hồn của duyên sinh thiên tôn, sẽ chỉ càng thêm cường đại. Đại hắc cầu ngao ngao gọi, lần này nó có hai chỗ dựa cường lực, chỉ có phần nó khi dễ người khác. Bọn hắn trở lại tường thành, trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, thiên sinh căn bản không có chết, Linh hồn của Duyên Sinh Thiên Tôn một mực ở trong thân thể đó, cho nên thân phận của hắn đương nhiên không có bất kỳ biến hóa. Bọn hắn thuận lợi qua tường thành, sau đó Lăng Hàn liền cáo từ trước, đi gặp nữ hoàng. Mấy ngàn năm không thấy, nữ hoàng đã hoàn toàn vững chắc tu vi tầng 9, hơn nữa còn ở trong vô số lần công thành chiến tiến thêm một bước, ổn định tiến lên tầng 9 trung kỳ. Nhìn thấy Lăng Hàn trở về, nữ hoàng đương nhiên mừng rỡ, cùng hắn ôm hôn chung một chỗ. Nói đến Duyên Sinh Thiên Tôn khởi tử hoàn sinh, nữ hoàng cũng mừng thay cho Lăng Hàn một chút, mặc dù nàng rất ngạo kiều, nhưng đối phương dù sao cũng là sư phụ của phu quân mình, hơn nữa còn cứu Lăng Hàn hai lần, không cảm kích không được. Hai người tâm sự xong, Lăng Hàn liền dẫn nữ hoàng đi gặp duyên sinh thiên tôn. Bọn hắn đi trên đường, chỉ thấy người phụ cận nhìn hắn chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Trên mặt ta mọc hoa sao, Lăng Hàn nhìn về phía nữ hoàng cười nói, nữ hoàng lắc đầu. Mặc dù ngươi ở mấy ngàn năm một mực cao cư hiện bảng thứ nhất, nhưng chiến tích không có biến hóa cho nên tự nhiên để vô số người hoài nghi thực lực của ngươi nguyên lai like là như vậy lang hàn không khỏi bật cười đây thật là người đỏ không phải là nhiều hắn không tin không có người tình huống giống như hắn nhưng hết lần này tới lần khác chỉ có hắn mới bị trách móc nặng nề chính bởi vì hắn cầm giữ vị trí hiện bảng thứ nhất mới dẫn tới nhiều chỉ trích như vậy nhưng hắn căn bản không quan tâm tôn nghiêm cùng uy tín là đánh ra dựa vào miệng có thể tạo được tác dụng gì sau khi bái kiến duyên sinh thiên tôn sinh hoạt tự nhiên lại khôi phục tiết tấu vốn có. Tu luyện, vô luận là lăng hàn, nữ hoàng hay duyên sinh thiên tôn, võ đạo chi lộ đặt ở trước mặt bọn hắn còn rất dài. Đối với duyên sinh thiên tôn mà nói, con đường của hắn cũng không phải thuận buồm xuôi gió, bởi vì đây chính là viêm xương vị diệt, hắn cần một lần nữa cảm ứng lực lượng độc nhất vô nhị giữa thiên địa, mà mặc dù hắn nói có khả năng sớm nắm giữ một loại trong sáu loại lực lượng bản nguyên, vậy cũng chỉ là có chút nắm chắc, có thể thành hay không còn cần thời gian chứng minh. Tất cả mọi người đang ra sức tu luyện, nhưng mấy năm sau, đại quân của cuồng loạn đánh tới lần nữa. Lần này không có tiểu quy mô thăm dò, vừa lên là như bài sơn đảo hải, đánh trọn vẹn 17 ngày mới cản lại thế công, cường giả trong thành bắt đầu phản kích, truy sát những tán binh kia. Sau đó, một tin tức quan trọng truyền ra, chấn kinh tất cả mọi người. Qua nhiều năm như thế, tường thành cũng tích lũy đầy đủ vật liệu, luyện chế ra ba viên thất sát thất bạo đan. Cái này đối với tiên vương tầng 9 hay chuẩn thiên tôn mà nói, đều là ý nghĩa phi phàm, bởi vì mặc dù đại quân của cuồng loạn sẽ mang đến phá hư to lớn, nhưng xuất động dù sao cũng là chuẩn thiên tôn, tiên vương tầng 9, chết cũng có thể lấy ra luyện đan. Tích lũy vô số năm, nguyên liệu đầy đủ, rốt cục khai lò luyện đan có thu hoạch. Bởi vì thiên địa khác biệt, đại quân của cuồng loạn cũng rất khó luyện hóa, nhất là trong những sinh vật này còn chứa khí thức cuồng bạo, rất dễ dàng nổ lò, bởi vậy, bình thường phải mấy vạn ức năm mới có thể luyện chế thành công một lò thất sát thất bạo đan đối võ giả có trợ giúp rất lớn, đồng thời tác dụng phụ cũng rất lớn, bởi vì khí thức cuồng bạo không có dễ dàng luyện hóa như vậy, ăn vào rất dễ dàng làm người ta biến thành phong ma. Nghe nói phải qua 7 lần sát cơ, tính tình trở nên cuồng bạo nguy hiểm, mới có thể tiêu hóa chỗ tốt trong đan dược. Đây là cơ hội tốt để cho người ta một bước lên trời, mặc dù không có khả năng để cho người đột phá chuẩn thiên tôn, thiên tôn, nhưng có thể tiết kiệm thời gian tu luyện trên diện rộng. Nhưng thất sát thất bạo đan chỉ có 3 viên, cho ai? nếu nói thưởng cho người nào đó, ai sẽ chịu phục. Hơn nữa, luận quan hệ, nơi này có rất nhiều người chính là tam bộ, tứ bộ thiên tôn, thậm chí hậu đại của lục bộ thiên tôn, cái nào đều không dễ đắc tội. Cái nồi này tự nhiên ai cũng không muốn gánh, liền có một biện pháp khác đến giải quyết. Đánh, dùng thực lực phi tôn, đây là thiết luật chân chính không đổi của võ đạo, cường giả có được hết thảy, tuyên cổ như thế. Bởi vậy, ba viên thất sát thất bạo đan này sẽ dùng phương thức tỷ võ quyết ra, nhưng mà, muốn tham gia tranh đoạt, nhất định phải là top 100 người trên bảng xếp hạng, mặt khác sẽ còn gia nhập 28 danh ngạch đặc thù, tầng tầng đào thải, cuối cùng quyết ra 3 người thắng. Cửa thứ nhất liền đào thải 9 thành 9 người, muốn lên hiện bảng cũng đã khó như lên trời, huống chi còn muốn thẳng tiến top 100. Cái kia ai cũng là cao thủ trong cao thủ, dựa vào thời gian có thể mài tiến vào tổng bảng, nhưng hiện bảng lại không được. Chỉ thống kê chiến tích trăm vạn năm gần nhất Tiến vào top 100 tự nhiên không cần lo lắng chỉ cần chuẩn bị chiến đấu là được, mà những người khác thì nhìn chằm chằm 28 danh ngạch kia, nhao nhao hoạt động, cũng không lâu lắm, những danh ngạch này cũng danh hoa có chủ. Lăng Hàn là hiện bảng thứ nhất, chỉ ít ở trong 100 vạn năm, hắn cái gì cũng không làm, cũng có thể một mực đứng đầu bảng. Chỉ là bởi vì chiến tích của hắn không có tăng lên, làm cho mọi người chỉ trích. Người khác đều dục huyết phấn chiến, nhưng hắn nằm chơi cũng có tư cách thi đấu, cái này ai có thể phục. Chương 3061, thiên tài đều ra. Có rất nhiều người đang nháo, yêu cầu hủy bỏ tư cách của Lăng Hàn, cái này đương nhiên sẽ không được tiếp thu, nhưng có thể chứng minh Lăng Hàn xác thực không được chào đón. Lăng Hàn khó tránh khỏi để tay lên ngực tự hỏi, lại nghĩ không ra nguyên nhân, chỉ có thể đổ cho một câu, không bị người đố kỵ là tầm thường. Nữ hoàng, Vũ hoàng, Đại Hắc Cẩu, Duyên Sinh Thiên Tôn đều bỏ qua cơ hội lần này, Lăng Hàn tràn đầy tự tin, tất nhiên có thể đạt được một viên Thất Sát Thất Bạo Đan chỉ là đây cũng không phải toàn bộ ban thưởng cho quán quân, để hắn không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Băng Hà, người đã tiến lên chuẩn thiên tôn, vừa vặn, trên chiến trường vực ngoại cũng luyện được mấy viên thất sát thất bạo đan, đối với tu vi của người cực kỳ có lợi, vi sư đã vì ngươi chiếm được một danh ngạch, người không cần ở chỗ này bế quan tu luyện, cũng nên vang danh thiên hạ A. À. Trong một sơn cốc băng thiên tuyết địa, một lão giả tóc trắng xóa nói, sợi dâu của hắn dài đến thẳng ngực, nhưng thân thể lại như quang ảnh, không thế nào chân thực. Đây là bởi vì, hắn cũng không phải thực thể, mà là một đạo thần niệm hóa hình, chân thân còn ở ngoại vực chiến trường. Đây là một nhân vật vô thượng, bởi vì có thể chiếm một danh ngạch ngoài định mức, là ai cũng có thể làm được sao. Vâng, sư phụ, banh, một thanh niên phá vỡ tầng băng mà ra, hắn ở trần, da thịt tuyết trắng, bóng loáng như ngọc, phản xạ quang mang, tản ra quang trạch như bảo thạch. Tóc đen dài đến eo, ở dưới gió núi phần phật tung bay, cũng hiện ra khuôn mặt của hắn. Bình tĩnh, tỉnh táo, kiên nghị, càng có một loại tự tin tuyệt đối. Lão nhân tóc trắng nói xong, đạo thần niệm này liền biến mất, hóa thành vô số mảnh vỡ lộn xộn. Người trẻ tuổi kia ngẩng đầu nhìn trời, từ hôm nay trở đi, thế giới này sẽ lưu truyền truyền thuyết của Thiết Băng Hà ta, tiến vào thời đại của ta. Bên cạnh một biển cả, Trường Quân, người đi theo vi sư đã bao nhiêu năm? Một tiểu hài nhìn qua chỉ có 6 7 tuổi nói, hai tay của hắn chắp sau lưng, một bộ ôm cụ non. Ở phía sau hắn, thì là một người trẻ tuổi dáng người khôi ngô, cơ thể của hắn từng khối cao cao nâng lên, như nham thạch. Người trẻ tuổi kia họ thích, tên thích trường quân, hồi bẩm sư phụ, không sai biệt lắm bảy ức năm. Thích trường quân cung kính nói, không bởi vì đối phương nhìn qua như thằng bé con mà có chỗ khinh mạn. Hắn biết, đây là sư phụ hắn tu kỳ công, mỗi khi trải qua một lần từ hài nhi đến giả, tu vi liền sẽ đột tiến một tầng, đến bây giờ, sư phụ của hắn đã từng có sáu lần trải qua như vậy. Phong vân thiên tôn, lục bộ đứa trẻ trước mặt cũng không phải chân thân của Phong Vân Thiên Tôn, mà chỉ là một đạo thần niệm của hắn. Phong Vân Thiên Tôn gật gật đầu, một cái chớp mắt, ngươi liền từ tiểu hài tử lớn như vậy. Tất cả đều là ân sư vun trồng, thích trường quân cúi đầu nói, trong ánh mắt tất cả đều là quấn quyết. Năm đó hắn chỉ là một tiểu ăn mày, nào dám tưởng tượng một ngày kia hắn có thể trở thành chuẩn thiên tôn cao cao tại thượng. Ở ngoại vực chiến trường, gần đây luyện thành mấy viên thất sát thất bạo đan, đối với người có chỗ tốt. Phong Vân Thiên Tôn thuận miệng nói, vi sư đã vì ngươi chiếm được một danh ngạch dự thi, ngươi đi đi, về sau cũng không cần trở lại, ở ngoài vực chiến trường giết địch, tranh thủ sớm ngày đột phá Thiên Tôn vị. Vâng, sư phụ, đồ gia, đồ gia là hào môn uy tín lâu năm, lão tổ chính là lục bộ Thiên Tôn, có thể ngạo thị thiên hạ. Lại có thất sát thất bạo đan xuất thế, ha ha, đồ thạch ta liền mượn cơ hội này xuất thế, cũng nên để thế nhân biết, đồ gia ngoại trừ tam long gia, còn có một mãnh hổ tuyệt thế một thanh niên cười lớn từ trong khu nhà cao cấp đi ra, nhất phi trùng thiên. Chu gia, đây cũng là một hào môn uy tín lâu năm, đã từng đi ra một vị lục bộ thiên tôn, nhưng vị đại nhân vật này ở lúc cùng cuồng loạn chiến đấu vẫn lạc. Bất quá, trước mắt Chu gia còn có một vị tam bộ thiên tôn, chống đỡ được cả gia tộc. Nể tình vị lão tổ kia của Chu gia, các thế lực lớn vẫn rất cho Chu gia mặt mũi, chỉ là ân tình dùng một chút ít một chút, cuối cùng không thể một mực đánh khổ tình bài của lão tổ tông. Nhiên nhi, Người thiên phú chắc tuyệt, tương lai thành tựu có khả năng siêu việt lão tổ, hy vọng lần này xuất thế có thể một tiếng hót lên làm kinh người, lại dương uy danh của Chu gia ta. Trong phòng khách chính, một lão nhân tóc trắng nhìn một thiếu nữ nói. Thiếu nữ này diếm như đào lý, lại lạnh lùng như băng, nàng gật gật đầu. Xin thất thúc công yên tâm, nghiên nhi nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của gia tộc. Tốt, lần này ngươi nhất định phải thẳng tiến ba vị trí đầu. Mà vì thu hoạch được danh ngạch này, chúng ta cũng dùng hết ân tình, về sau liền thực sự cần nhờ vào mình. Nhiên nhi minh bạch, hư vân thác, ngô gia, đây là một hiểm địa chứ danh của viêm xương vị diện, ở vào vô tận tinh hải, một thác nước từ tinh không thâm sử treo ngược xuống, xích lại gần xem xét, liền phát hiện cái này lao nhanh cũng không phải nước, mà là hỗn độn chi khí, mỗi một đạo đều có thể so với tinh thần, cực kỳ đáng sợ. Ngô gia ở trong hư vân thác, người bình thường, cho dù là tiên vương đê dai cũng không có tư cách đi vào. Đây là một trong các gia tộc mạnh mẽ nhất toàn bộ viêm xương vị diện thậm chí nguyên thế giới, bởi vì ngô gia lão tổ chính là thất bộ thiên tôn. Ha 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 ha, trong tiếng cười dài, chỉ thấy một bóng người từ trong hư vân thác xuyên ra ngoài, hắn tóc đen tung bay, con người như ánh sáng, giống như có thể nhìn thấu hư không, tràn đầy bá khí. Ngô Hạo Dương ta rốt cục xuất quan, hiện tại trên đời không ai biết uy danh của Ngô Hạo Dương ta, nhưng không bao lâu nữa, cái tên này sẽ truyền khắp thiên hạ. Lâm U Liên, tân khí hổ, không phải chỉ có các ngươi mới có thể ở tầng 9 liền có thể câu thông lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới, ta cũng có thể. Ta nhất định sẽ siêu việt các ngươi, giẫm các ngươi ở dưới chân. Lần này ngoại vực chiến trường luận võ, chính là trận chiến đầu tiên của Ngô Hạo Dương ta. Tất cả mọi người, chuẩn bị run rẩy đi. Lần tỉ thí này hết thảy có 28 danh ngạch ngoài định mức, cũng bởi vậy dẫn xuất rất nhiều thiên kiêu tuổi trẻ, trước đó bọn hắn hoặc là điệu thấp, hoặc đang vùi đầu khổ tu, bây giờ lại như ong vỡ tổ bừng lên. Chương 3062, khai chiến 1. Lăng Hàn đối với cái này lại hoàn toàn không biết gì cả, hắn mỗi ngày tu luyện một chút, chờ đợi chiến đấu bắt đầu. Có công phu nhàn rỗi, hắn sẽ đi bái kiến Duyên Sinh Thiên Tôn, thảo luận Bất Diệt Thiên Kinh. Hiện tại mặc dù trong Bất Diệt Thiên Kinh có Thiên Tôn pháp, nhưng không thể để khí lực của Thiên Tôn tu đến tình trạng của Phệ Kim Thiết, đây là bởi vì bản thân của Duyên Sinh Thiên Tôn có tính hạn chế, lúc trước hắn cũng chỉ là nhất bộ Thiên Tôn mà thôi. Lại nói lúc trước hắn chết sớm, cũng không có nhiều thời giờ như vậy. Muốn lĩnh hội một bộ công pháp, thiên tài có khả năng chỉ cần 10 năm trăm năm, nhưng muốn sáng tạo ra một bộ công pháp, vậy cần thời gian vô cùng dài dằng dặc mà dù sáng tạo ra cũng cần rất lâu đi điều chỉnh. Lăng Hàn cảm thấy đáng tiếc, không có cứng rắn kéo ngõ lý qua, nếu không tăng thêm đại sư phân tích này, vậy khẳng định trợ giúp thật lớn. Đương nhiên, thảo luận bất diệt thiên kinh chỉ có ở khi nhàn hạ mới có thể tiến hành, trước mắt đối với bọn người Lăng Hàn, duyên sinh thiên tôn mà nói, vẫn là tăng cảnh giới lên mới quan trọng nhất. Một tháng trôi qua rất nhanh, liền đến lúc tỉ thí bắt đầu. Lần tỉ thí này xưng là dùng dao mổ châu cắt tiết gà. Mặc dù người dự thi căn bản là chuẩn thiên tôn, nhưng ở ngoại vực chiến trường, những cái này chỉ xem như nhân vật đánh xì dầu, xác thực chỉ có thể nói là dùng dao mổ châu cắt tiết gà. Lăng Hàn đi rút thăm, sau đó liền chờ đợi kết quả. Đối thủ thứ nhất của hắn là cẩu diễm, mà bọn hắn chiến đấu cũng xếp ở trận đầu, không có nguyên nhân khác, bởi vì Lăng Hàn là hiện bảng thứ nhất. Khi tất cả người đều rút thăm hoàn tất, chiến đấu cũng chính thức bắt đầu. Trận đầu, Lăng Hàn giao đấu cẩu diễm. Đây là một người trẻ tuổi vóc người thon dài, hai con người một vàng một bạc, tản ra yêu dị. Hắn nhìn về phía Lăng Hàn lộ ra một nụ cười, lại mang theo vẻ trào phúng mãnh liệt. Hiện bảng thứ nhất, ha ha, cửu ngưỡng đại danh A. Lăng Hàn gãi gãi đầu, hắn hiện bảng thứ nhất thì làm sao, cái này cũng có thể kéo cửu hận. Cẩu Diễm, Cẩu Diễm tự giới thiệu mình, ta xếp hạng không cao như ngươi, chỉ xếp thứ 89. Nói nhảm, hôm nay người có thể lên trận đều là top 100 ở trên hiện bảng, chỉ có 28 người là ngoại lai, nhưng có thể thu được tư cách này, nghĩ đến thực lực bản thân tất nhiên bất phàm. Hắn ngạo nghễ nhìn Lăng Hàn, 89 lại như thế nào, chờ sau đó nhìn hắn làm sao đánh Lăng Hàn. Chiến tích bảng không phải chiến lược bảng, nhưng ở trên trình độ cực lớn cũng phản ứng ra thực lực mỗi người, nếu như không đủ cường đại, làm sao có thể xử lý nhiều chuẩn thiên tôn như vậy. Cho nên, Lăng Hàn là tiên vương tầng 9 cao xếp thứ nhất, để chuẩn thiên tôn ở trên bảng đều cực kỳ khó chịu. Dựa vào, ca đắc tội ngươi sao? Lăng Hàn cực kỳ khó chịu, đây bất quá là một trận luận bàn, ngươi cần cửu thị ta đến mức như thế. Tốt, vậy thì đánh nổ ngươi, để ngươi thoải mái đủ. 89, ha ha, Lăng Hàn mặt mũi tràn đầy khinh thường, ngươi có thể cản ta mấy chiêu, tầng 9 nho nhỏ, bất quá đi vận khí cức chó, cũng xứng phách lối với ta. Cẩu Diễm sầm mặt lại, hắn hoàn toàn không tin lời đồn trước đó, Lang Hàn lại có thể khí lực va chạm 20 chuẩn thiên tôn. Đây không phải đùa giỡn sao, ngay cả cường giả như hắn, cũng nhiều nhất chỉ có thể địch nổi năm tên chuẩn thiên tôn, hơn nữa còn phải là người không lên hiện bảng, nếu không, hai cái liền quá sức. Đánh 20, kia vẫn là tiên vương tầng 9 sao. Dạy ngươi làm người như thế nào, Lang Hàn giết ra ngoài, dưới chân điểm một cái, Bành, hắn lập tức liền bạo phát ra cao tốc đáng sợ. Ánh sáng đom đóm cũng xứng tranh huy với nhật nguyệt. Tay trái của cẩu diễm qua lấy một chi đại đạo, tay phải thì hóa thành nắm đấm, đánh về phía Lăng Hàn. Ở trong lần tranh tài này, người dự thi có thể sử dụng tiên khí, nhưng không thể vận dụng thiên tôn bảo khí. Đây cũng không phải cố ý nhằm vào Lăng Hàn, mà là để cho công bằng, nếu không những hậu nhân thiên tôn kia đi chỗ trưởng bối mượn bảo khí, vậy thì không phải là bọn hắn chiến đấu, mà là những thiên tôn phía sau kia so đấu đã không thể dùng tiên ma kiếm, Lăng Hàn liền không tính toán vận dụng tiên khí, bởi vì hắn sử dụng thiên tôn bảo thuật uy lực càng mạnh. Bành, Cầu diễm vung lên một chi đại đạo đập tới, nhưng Lăng Hàn căn bản không để ý tới, lập tức nện lên đầu hắn, lại chỉ để tốc độ của Lăng Hàn hơi chậm lại. Vào lúc này, nắm đấm của cầu diễm cũng đánh lên Lăng Hàn. Lăng Hàn đồng dạng ra quyền, nghinh tiếp, oanh, một lần va chạm kịch liệt, đã dẫn phát nổ lớn. Còn tốt, bọn hắn chiến đấu là ở trên bình nguyên hoang vu, nơi này cách mấy năm liền phải chịu đựng một lần đại quân của cuồng loạn tàn phá bởi vậy đã sớm thành tử địa không có một chút xíu sinh mệnh cũng không cần sợ sẽ tai họa người vô tội người quan chiến thì đứng xa xa đương nhiên cũng có người tự tin tới phụ cận cho là mình không có khả năng bị dư ba của chiến đấu ảnh hưởng chỉ thấy lăng hàn cùng cầu diễm đều thối lui chừng trăm dặm cơ hồ không có khác nhau một kích này cũng làm cho lăng hàn minh bạch cầu diễm đã tu đến chuẩn thiên tôn đỉnh phong hắn hiểu được nhưng cầu diễm lại không thể tiếp nhận, mình chỉ có thể liều ngang tay với một tiên vương tầng 9. T, chẳng lẽ nghe đồn cũng không phải lời đồn, cầu diễm thầm xẹt qua ý nghĩ như vậy, nhưng bây giờ đã không phải thời điểm truy đến cùng cái vấn đề này, bởi vì hắn đã đối mặt lăng hàn. Hắn cần cân nhắc chính là, làm sao thắng đối thủ. Cực tốc ba động quyền, hắn khẽ quát một tiếng, thân thể vò tới lăng hàn, 200 dặm căn bản chỉ là sự tình một cái cất bước, hưu, hắn liền xuất hiện ở trước mặt lăng hàn, sau đó đấm ra một quyền. Một quyền này cực kỳ bá đạo, có hỗn độn khí rủ xuống, có nhật nguyệt chi quang diệu chuyển. Bành 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 bành, Lăng Hàn nâng quyền nghinh kích, lại thình lình phát hiện cẩu diễm thế mà đánh ra 19 quyền. Chuẩn thiên tôn đều là thể thuật vô cùng cao minh, một nháy mắt đánh ra mấy vạn quyền cũng chỉ là chút lòng thành, nhưng quyền của Lăng Hàn cực nhanh, hắn ra một quyền, đối thủ lại ra 19 quyền, cái này thật bất khả tư nghị. Thể thuật của hắn kém hơn cẩu diễm sao? Hiển nhiên không có khả năng, nếu không vừa rồi hai người không có khả năng liều tám lạng nửa cân. Vậy cũng chỉ có một nguyên nhân, đối phương vận dụng bí thuật. chương 3063, Khai Chiến hai Cái này tuyệt không phải bí thuật phổ thông, mà là thiên tôn cấp, nếu không. Hắn không có khả năng thụ thương, lang hàn đưa tay nhìn, chỉ thấy lòng bàn tay đã nứt, có máu tươi chảy ra, tốc độ khép lại chậm kinh người. Thân thể của hắn như tiên kim, ngay cả lực lượng của chuẩn thiên tôn cũng nhiều lắm chỉ đả thương hắn, nhưng sau một kích, hắn liền sẽ lập tức phục hồi như cũ, nhưng bây giờ thương thế khép lại chậm như vậy, tự nhiên chỉ có một khả năng, cái kia chính là đối phương dùng thiên tôn bảo thuật mới có thể tạo thành phá hư đáng sợ như vậy. Một kích kiến uy, cầu diễm chẳng những không có lộ ra vẻ vui mừng, ngược lại trở nên nghiêm nghị. Khí lực của lăng hàn mạnh mẽ để hắn chấn kinh, hắn là vận dụng thiên tôn bảo thuật, nếu như đối thủ không sử dụng thiên tôn bảo thuật đối kháng, kia tất nhiên là bị trọng thương. Nhưng bây giờ, lăng hàn bị thương quá nhẹ, để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không thể tiếp nhận. Có chút y tứ, Lăng Hàn gật đầu, phản kích về phía cẩu diễm. Vậy ngươi cũng nếm thử một quyền của ta. Hắn vung quyền, trên nắm tay có cửu thải lôi đình chấp động, đây cũng là một thiên tôn bảo thuật. Bành, cẩu diễm không cam lòng yếu thế, huy quyền đáp lễ. Lần đối oanh này càng thêm đáng sợ, chiến lực của hai chuẩn thiên tôn đều vận dụng đại chiêu, để chiến lực lập tức báo tố lên thiên tôn cấp bọn hắn không ngừng đối oanh, đều muốn dùng tư thái cường ngạnh để đối thủ cúi đầu. Vấn đề là, thiên tôn bảo thuật ai cũng không thể một mực vận chuyển. Rất nhanh, Lăng Hàn liền không cách nào vận chuyển ngũ hành lôi thuật, mà cầu diễm cũng như thế, quyền thuật bá đạo của hắn cũng không cách nào tái sử dụng. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, cải thành vận chuyển cửu hóa thiên kinh. Thiên tôn bảo thuật cơ bản không có khả năng để dưới thiên tôn nắm giữ, đối với chuẩn thiên tôn cũng như thế. Cho nên, trừ khi là giống cửu hóa thiên kinh, ngũ hành lôi thuật, được thiên tài chia ra lại từng cái sát nhập mới có thể để cho tiên vương chuẩn thiên tôn nắm giữ nếu không cũng chỉ có giống như hắc tháp tiến hành truyền thừa bởi vậy mặc dù cầu diễm có một trưởng bối thiên tôn thông qua bí truyền học được một môn thiên tôn thuật nhưng còn muốn học được môn thứ hai mơ tưởng bành hắn vừa mới đánh lăng hàn một quyền sắc mặt lập tức đại biến làm sao lực lượng sẽ mạnh như thế ý niệm trong đầu còn không có chuyển qua hắn liền bị đánh bay ra ngoài chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay chết lặng có khả năng ngay cả xương cốt cũng đoạn mất. Hắn kinh hãi, càng không thể tưởng tượng nổi, làm sao lực lượng của Lăng Hàn đột nhiên tăng cường nhiều như vậy. Ngươi, ngươi nắm giữ hai môn thiên tôn bảo thuật, hắn cuối cùng phản ứng lại, nhưng trên mặt y nguyên tràn đầy chấn kinh. Đừng nhìn viêm xương vị diện hiện tại thiên tôn rất nhiều, nhưng thiên tôn bảo thuật là át chủ bài của mỗi một vị thiên tôn, làm sao có thể tùy tiện truyền cho ngoại nhân. Bởi vậy, một người thân kiêm hai môn thiên tôn thuật, cái này cực kỳ hiếm thấy. Không sai, Lăng Hàn lại giết tới, song quyền huy động liên tục, đều là dùng cửu hóa thiên kinh đến thúc dục Đối mặt công kích như vậy, cẩu diễm không thể đối kháng, bị đánh cho liên tục thổ huyết, không thể không nhận thua. Trận chiến mở màn của Lăng Hàn báo cáo thắng lợi. Sau trận chiến này, thực lực của Lăng Hàn cuối cùng đạt được công nhận, đánh cho cẩu diễm nhận thua, như thế còn không mạnh sao. 63 cuộc chiến đấu khác lần lượt tiến hành, rất nhanh 64 tuyển thủ tiến vào vòng tiếp theo liền xuất hiện. Mà ở trong những kết quả này, cũng tuôn ra rất nhiều ngoài ý định. Tỷ như Trương Nguyên ở trên hiện bảng xếp hạng thứ 17, hắn bại bởi một người không nằm trong danh ngạch, gọi đồ thạch. Còn có Thường Thiên ở trên hiện bảng xếp hạng 31, hắn cũng bại bởi một người thanh danh không hiển hách, tên là Trung Nguyên. Còn có Trư Bảo xếp 39, hắn bại bởi Thích Trường Quân. Mỗi một lần ít lưu ý tuôn ra, đều để cho người ta vô cùng chấn động. Phải biết, có thể ở trên hiện bảng vào top 100, cái kia đều là cao thủ, tuyệt đối không có một ai soàng xính, Giống Lăng Hàn từ xưa đến nay cũng chỉ ra một cái, lại nói, Lăng Hàn cũng dùng thực lực chứng minh hắn có được tư cách xếp ở thứ nhất. Nhưng bây giờ thì sao, cường giả uy tín lâu năm từng cái ngã xuống, từng người mới thay vào đó. Đây là thế nào, trên đời này còn ẩn giấu nhiều cường giả trẻ tuổi như vậy, vì sao trước đó không có tiếng tăm gì? Kinh người nhất liền thuộc một người gọi Ngô Hạo Dương, hắn chỉ là Tiên Vương tầng 9. Tiên Vương tầng 9 đánh bại Chuẩn Thiên Tôn, giống như Lăng Hàn sau khi Lăng Hàn biết tin tức này, cũng không khỏi kinh ngạc một chút, trước đó Lâm Phiêu Tuyết nói hắn cũng không phải ngoại lệ, đồng dạng có người có thể ở Tiên Vương tầng 9 tu ra lực lượng chuẩn thiên tôn, nhưng nhân vật nàng biết cũng đã ở vài ức năm trước. Nhưng mà, một ví dụ sống sờ sờ bây giờ lại xuất hiện. Cuồng loạn tàn phá bừa bãi, toàn bộ nguyên thế giới đều tràn ngập nguy hiểm, nhưng cũng nghênh đón thiên tài đại bạo phát. Ngô Hạo Dương này, tựa hồ đáng giá chiến một trận, khóe miệng Lăng Hàn lộ ra nụ cười chẳng những không có một tia cảm giác cấp bách, ngược lại tràn đầy chiến ý. Trước đó có kỷ vô danh một mực cho hắn áp lực, sau đó là thiên sinh, là hắn nhất định phải vượt, hiện tại cả hai đều thành quá khứ, mặc dù hắn sẽ không nới lỏng, nhưng nếu có một kình địch, hắn khẳng định động lực càng đầy. Nghỉ ngơi mấy ngày, vòng chiến đấu thứ hai tiếp tục. Cái này không cần rút thăm, bản đồ giao đấu đã quyết định ra, đối thủ kế tiếp của Lăng Hàn gọi Chu Nham. Mặc dù danh tự người này mang chữ Nham, nhưng bản thân lại cực kỳ thon dài, không hề có cảm giác nham thạch, thậm chí có chút gầy yếu. Chu Nham, hắn tự giới thiệu mình ở trên hiện bảng xếp hạng thứ 42, trước đó Cẩu Diễm chỉ xếp 89, người này lại đi tới hơn một nửa, có thể thấy được thực lực khẳng định mạnh hơn Cẩu Diễm. Lăng Hàn, Lăng Hàn gật gật đầu, kỳ thật hắn cũng không phải là người cao ngạo. Mời, Chu Nham ôm quyền, ánh mắt bỗng nhiên trở nên lăng lệ. Lăng Hàn cũng làm một thủ thế mời, sau đó dẫn đầu phát động công kích. Bành Hai người đều không hề dùng hư chiêu tiếp xúc, lẫn nhau dò xét. Lực lượng chuẩn thiên tôn đỉnh phong, hai người lẫn nhau thầm nói, nhưng Lăng Hàn lại gật đầu, lực lượng của Chu Nham còn cao hơn Cẩu Diễm một đoạn, đây là do Thiên Phú bản thân quyết định, dung nạp lực lượng cực hạn cao hơn. Chương 3064, Chu Nham, trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không có ra tuyệt chiêu, chỉ dùng chiến lược thông thường va chạm, nhưng sau chừng trăm chiêu, bọn hắn đều không kiên nhẫn được nữa. Tế Vũ loạn phong quyền Chu Nham khẽ quát một tiếng, khí thế của hắn lập tức biến đổi, quyền trái suy yếu bất lực, phảng phất như mưa phùn tháng ba, đánh vào trên thân thể người cũng mềm nhũn, nhưng tay phải lại như gió bão trên biển, tràn đầy cảm giác áp bách. Động cùng tính, ở trong một bộ quyền pháp đồng thời hiện ra, vô cùng quái dị. Lăng Hàn lập tức hiện lên một loại cảm giác xé rách, một bên thân thể giống như muốn đi theo gấp động, nhưng một bên khác lại muốn đứng im, để hắn khó chịu. Không chỉ thân thể, còn có linh hồn của hắn, giống như cũng muốn sinh sinh vỡ thành hai mảnh. A, à, quyền pháp này có ý tứ, Lăng Hàn vận chuyển bất diệt thiên kinh, khu trục hết thảy cảm giác khó chịu. Thiên tôn bảo thuật đối chiến thiên tôn bảo thuật, thấy thân thể của Lăng Hàn như kim trung, được vô số phù hiệu màu vàng óng bao phủ, hoàn toàn hóa giải công kích của mình, Chu Nham không khỏi thất sắc. Người còn nắm giữ loại thiên tôn pháp thứ ba, trước đó hình ảnh Lăng Hàn cùng cẩu diễm chiến đấu sớm bị người nghiên cứu, tự nhiên cũng có người đi hỏi thăm qua cẩu diễm, người trong cuộc khẳng định càng rõ ràng hơn thực lực của Lăng Hàn, cho ra kết luận là Lăng Hàn nắm giữ hai môn thiên tôn pháp, lúc này mới áp chế cẩu diễm. Nhưng bây giờ, Lăng Hàn lại cho thấy môn thiên tôn pháp thứ ba. Trời ạ, à, chẳng lẽ nhà hắn có ba vị thiên tôn, cho nên một người truyền hắn một môn thiên tôn pháp. Chu Nham vắt hết óc nghĩ, một thế lực có ba thiên tôn không phải là không có, nhưng không có họ Lăng A. Thình thịch oanh, vô số công kích đánh lên người Lăng Hàn, đều bị phù văn màu vàng hộ thể cản lại, hóa thành toái quang sáng chói. Nơi xa, duyên sinh thiên tôn vui mừng gật đầu, đệ tử này ở trên bất diệt thiên kinh nắm giữ chỉ là cấp độ không bằng mình, nhưng ở trên chi tiết thậm chí có xu thế trò giỏi hơn thầy. Cái này rất bình thường, Lăng Hàn chẳng những cùng ngõ lý nghiên cứu thảo luận qua, điều chỉnh bất diệt thiên kinh, hắn còn rút ra năng lượng hư tử, chất lượng cao hơn lực lượng độc nhất vô nhị của tiên vực. Cho nên, đồng dạng là giai đoạn bất diệt tiên kim thể, khẳng định là Lăng Hàn còn mạnh hơn duyên sinh thiên tôn không biết thất sát thất bạo đan kia hương vị thế nào. Đại hắc cầu thì chép miệng, nó đối với Lăng Hàn có thể thẳng tiến ba vị trí đầu tự nhiên lòng tin tràn đầy, đã nghĩ đến làm sao từ trong tay Lăng Hàn trộm được phần thưởng. Nữ hoàng, Vũ hoàng thì ở một bên quan sát, đồng dạng hy vọng Lăng Hàn có thể sớm một chút thắng được. Trong chiến trường, Chu Nham thi triển hết thực lực, hắn muốn nhất cổ tác khí anh mở phòng ngự của Lăng Hàn, dùng chiến lực càng cường đại hơn đánh bại Lăng Hàn. Nếu không, thời điểm hắn không cách nào lại vận chuyển Thiên Tôn pháp, đối mặt lăng hàn phản kích hắn cũng chỉ có trốn đông trốn tây hắn có lòng tin với mình bởi vì lực lượng của hắn mạnh hơn thế nhưng mà phòng ngự của lăng hàn lại để hắn tuyệt vọng mặc dù hắn từng quyền xé mở phù văn màu vàng nhưng một cái phù văn ảm diệt lập tức lại có mới tạo ra để quanh người hắn bất diệt bất động không sai biệt lắm nửa ngày sau chu nham vô lực vận chuyển thiên tôn pháp chiến lược lập tức rơi xuống lăng hàn nhoẻn miệng cười còn đánh nữa không hắn chỉ thủ không công đã tiêu hao hết hát chủ bài lớn nhất của Chu Nham, mà hắn còn có hai môn thiên tôn pháp chưa ra, đối phương lấy cái gì tới chặn. Đương nhiên phải chiến, Chu Nham nói, Lăng Hàn có thể tiêu tốn một đại chiêu của hắn, hắn tin tưởng mình cũng có thể làm được. Mà lực lượng của hắn mạnh hơn, thông thường phương diện chiến lực có thể áp chế đối thủ. Được, Lăng Hàn liền xông ra ngoài, song quyền huy động liên tục. Nhưng hắn không có một mực vận chuyển ngũ hành lôi thuật hoặc cửu hóa thiên kinh, mà thỉnh thoảng vận dụng một chút. Ngũ hành lôi thuật còn tốt, sau khi vận chuyển có đặc thù rõ ràng nhưng cử hóa thiên kinh lại không có dấu hiệu nào để chu nham thật sự là khó lòng phòng bị người đi cản một kích kia sẽ là trọng kích nhưng vạn nhất né lăng hàn kỳ thật chỉ là oanh ra một quyền rất bình thường trên mặt hắn cũng không dễ nhìn chỉ nhìn thấy chu nham không ngừng đập đông đập tây căn bản không dám nhận lăng hàn một chiêu cái này đương nhiên không thắng được bởi vậy hắn giữ rất lâu nhịn không được liền phản kích bành lăng hàn một quyền nghinh tiếp lực lượng kinh khủng sôi trào lập tức đánh bay Chu Nham ra ngoài. Bị lừa rồi, Chu Nham nghĩ, chỉ thấy Lăng Hàn bộc phát, bành, đã đuổi theo, nổ kích liên tiếp. Sau một bộ liên chiêu, Chu Nham cuối cùng không chịu nổi, ngã trên mặt đất không thể dậy được nữa. Lăng Hàn nhẹ nhõm thu hoạch được trận thắng thứ hai. Trong trận khác, những người mới trước đó tiếp tục đóng vai hắc mã, đồng dạng nhẹ nhõm thắng được. Kinh người nhất vẫn là Ngô Hạo Dương, đối thủ của hắn là cường giả xếp hạng thứ sáu ở trên hiện bảng, chỉ kém một chút xíu liền có thể trở thành thiên tôn chân chính nhưng cũng bị hắn đẻ đánh cuối cùng chỉ có thể nhận thua mà ở trong hai trận chiến này ngô hạo dương hết thảy vận chuyển ba môn thiên tôn thuật cũng không yếu hơn lăng hàn cái này để người người rung động ba môn thiên tôn bảo thuật a cái này từng cái dùng ra ai có thể chống đỡ được chuẩn thiên tôn cuối cùng là mang theo một chữ chuẩn không phải thiên tôn chân chính xem ra lăng hàn ngô hạo dương hẳn là đều có thể đạt được một viên thất sát thất bạo đan điều kiện tiên quyết là bọn hắn không có gặp được ở trước tứ cường, nếu không tất nhiên có một người sẽ bị đào thải. Làm sao hiện tại tiên vương tầng 9 khủng bố như vậy? Vòng thứ hai qua, tuyển thủ còn có thể tiếp tục tranh tài chỉ có 32, mấy ngày sau, vòng thứ ba bắt đầu, Lăng Hàn cũng nghênh đón đối thủ thứ ba. Vũ Tam Long, đối phương nói, hắn có được một đầu hoàng mau, hai mắt như rắn, hiện động lên lục sắc cùng hoàng quang, trên da cũng có lân phiến như rắn, phía sau có một cặp cánh chim, còn kéo lấy một cái đuôi thật dài. Ở trên hiện bảng, xếp hạng thứ bảy, cường giả 10 vị trí đầu, có thể xưng cự đầu. Trên thực tế, vô tam long cũng là cự đầu nơi này, nghe nói tổng thành tích của hắn đã sắp có thể lên tổng bảng, thời gian ở tầng thứ nhất chiến đấu vượt xa bất cứ người nào. Sở dĩ hắn còn không có đột phá thiên tôn, nghe nói cũng là bởi vì muốn lưu danh ở trên tổng bảng. Trường 3065, sửa lại quy tắc. Dù sao, hiện bảng mỗi ngàn năm liền sẽ đổi mới, tối đa chỉ tồn tại trăm vạn năm, làm sao có thể so sánh với tổng bảng. Lăng Hàn gật đầu, Lăng Hàn, xin chỉ giáo. Vũ Tam Long không nói nhảm, trực tiếp xuất thủ, oanh, hai cánh của hắn chấn động, thổi lên gió lốc mãnh liệt, bùn cắt phi thiên, trở nên hoàn toàn mơ hồ. Lăng Hàn có chút kinh ngạc, bởi vì bùn cắt không ngăn cản được thị lực của một vị chuẩn thiên tôn, nhưng hắn chỉ có thể bắt được thân ảnh mơ hồ của Vũ Tam Long, tự nhiên không bình thường đối phương dùng thủ đoạn gì? Hưu, đúng lúc này, kinh phong đánh tới, chỉ thấy vũ tam long đã cổ động hai cánh giết tới, trong tay còn nhiều thêm một thanh trường mâu, đâm về phía lăng hàn. Lăng hàn nghinh kích, bành, một quyền đánh qua, lại trực tiếp xuyên thấu thân thể của vũ tam long, hoàn toàn không có đụng tới thực thể. Một quyền này hắn dùng hết toàn lực, lại đánh hụt, lập tức để hắn cực kỳ khó chịu, còn tốt hắn là thân thể tiên kim, nếu không một quyền này thậm chí sẽ để cho hắn chật khớp. Mê huyễn thuật, con mắt của Lăng Hàn nhắm lại, có chút hy tứ. Hắn bắt giữ lấy bóng người trong bùn cát, hưu, đạo nhân ảnh này bỗng nhiên phóng đại, tập về phía hắn. Vũ Tam Long lại xuất hiện, lần này trong tay hắn lại cầm thanh kiếm, đâm về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn ngưng quyền đả tới, banh, nhưng lại chỉ là một cái bóng mờ. Còn tốt, lần này Lăng Hàn có chuẩn bị, kịp thời tá lực, không để cho mình khó chịu. Bất quá, cái ảo thuật này có chút nghiêu bức bởi vì Lăng Hàn căn bản không có cách phán đoán ra người đánh tới là chân thân hay hư ảnh, nếu như không chống cự, vậy vạn nhất là chân thân đánh tới, bị chuẩn thiên tôn dùng đại chiêu oanh kích, kia tuyệt không phải đùa giỡn. Tiên kim ở trước mặt lực phá hoại của thiên tôn cũng thành cạn bã. Vũ Tam Long không ngừng xuất hiện, oanh kích, Lăng Hàn cũng không ngừng ninh kích, coi mỗi một lần công kích là chân thân tới đối phó. Này lại tiêu hao một chút lực lượng của Lăng Hàn, nhưng hiện tại thể lực của hắn kéo dài, đây chỉ là chút lòng thành, chỉ cần chú ý tá lực đừng để mình thụ thương là được bành 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 hắn liên tục hơn trăm quyền đều đánh hụt hiu vũ tam long theo thường lệ vung đến một đao lăng hàn nghinh kích y nguyên đánh hụt cái này không chút nào hiếm lạ nhưng ngay sau đó lại là một bóng người xuất hiện vẫn là vũ tam long lúc này lăng hàn đang tá lực thân hình vặn vẹo chính là thời điểm phòng ngừa cực kỳ yếu kém phá vũ tam long xuất thủ trong tay hắn chính là một thanh đao nhọn đâm tới xương sườn của lăng hàn đây là một thanh tiên khí, có phù văn chấp động. Chân thân rốt cuộc xuất thủ, Lăng Hàn sớm có sở liệu, chiến thuật như vậy tất nhiên là thật thật giả giả, muốn để hắn tự loạn trận cước, lộ ra sơ hở. Ông, trên người hắn lập tức hiện lên từng vòng từng vòng phù văn màu vàng, bao vây hắn lại. Chi, đao nhỏ đâm vào phù văn màu vàng, lại chỉ tung tóe nhấp nhoáng toái quang vô tận, căn bản không có cách đâm xuyên phòng ngự của Lăng Hàn. Vũ Tam Long một kích không trúng, lập tức bước trở ra, muốn trốn xa, tùy thời lại đến tới đây cho ta, Lăng Hàn xuất thủ, chộp tới cổ tay của Vũ Tam Long. Một chảo này, nhanh vô cùng, Vũ Tam Long một mực tìm cơ hội, nhưng Lăng Hàn sao lại không phải. Ba, Vũ Tam Long trở tay đánh tới Lăng Hàn, tự nhiên không muốn bị người nắm tay. Năm ngón tay của hai người tung bay, điểm, chém, đẩy, đập. Ở trong phạm vi nhỏ làm lấy đối chiến kịch liệt, Lăng Hàn muốn chỉ là cuốn lấy đối phương, thét dài một tiếng, cả người đều nhào lên. Bành bành bành, hai người không ngừng đối oanh. Lúc này, ưu thế của Lăng Hàn hiển thị rõ, bởi vì hắn là tiên kim thể. Hắn bị đánh một quyền, một cước, thậm chí bị tiên khí oanh chúng cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng Vũ Tam Long liền không đồng dạng, hắn bị oanh chúng một quyền, đây tuyệt đối là ra phá xương gãy. Ở khoảng cách gần chém giết, bọn hắn đều không có cơ hội vận chuyển thiên tôn bảo thuật, dù cái này chỉ cần nửa nhịp tim, nhưng bọn hắn chiến đấu quá kịch liệt, nào có thời gian như vậy. Ai chậm trễ thời gian, không biết sẽ bị oanh chúng bao nhiêu kích. Đương nhiên, Lăng Hàn có thể làm như vậy, bị oanh mấy lần lại có ra sao, thân thể hắn như tiên kim, chỉ cần không bị chiến lực thiên tôn cấp oanh chúng liền vô sự. Vũ Tam Long không ngừng chúng chiêu, bành bành bành, lồng ngực của hắn bị đánh trúng 17 quyền, khuôn mặt lập tức trở nên xích hồng, trong mắt muốn bạo ra. Ta nhận thua, hắn nói, Lăng Hàn dừng tay, chỉ thấy Vũ Tam Long lùi lại mấy trăm dặm, liên tục ho khan, còn mang theo máu, nhuộm đỏ bừng cả ngực. Vũ Tam Long nhìn Lăng Hàn thật sâu, sau đó quay đầu rời đi, một chuẩn thiên tôn bại bởi một tiên vương tầng 9, mặc hắn có một ngàn loại không cam lòng, một vạn cái lý do, còn nói ra được sao? Những chiến trường khác, nhóm hắc mã tiếp tục lấy thần thoại bất bại, vẫn chưa có người nào bại một lần. Bất quá, sau khi thập lục cường quyết ra, quy tắc trận đấu đột nhiên sửa lại. Lúc đầu, lại tiến bát cường, tứ cường, quyết ra ba người, ba viên thất sát thất bạo đan tự nhiên là có thuộc về, hiện tại tranh tài biến thành mỗi ngày đào thải một người, chỉ tới cuối cùng chỉ còn ba người, tranh tài liền kết thúc, không có nhất nhì ba, chỉ có ba hạng đầu. Quy tắc rất đơn giản, 16 người đoạt 15 vị trí, thời gian một ngày, một ngày sau, người không có cướp được vị trí liền bị loại, sau đó 15 người đoạt 14 vị trí, cứ thế suy ra. Lăng Hàn ngược lại có chút hứng thú, ở dưới dạng quy tắc này, khả năng xuất hiện tình huống hai chọi một, năm đối một, thậm chí 15 đối một, đa số người liên thủ đào thải một ít người. Tranh tài ở 3 ngày sau, 3 ngày lại có thể bao dài, chủ yếu là nơi này cũng không có bao nhiêu thời gian có thể lấy ra lãng phí, thời gian kéo quá lâu, vạn nhất đại quân của cuồng loạn đánh tới, đây không phải chơi xong sao. Lăng Hàn có chút chỉnh đốn, liền tới địa điểm tranh tài. Bởi vì lần này quy tắc khác biệt, đương nhiên sẽ không tiến hành ở bên ngoài tường thành, mà do một vị thiên tôn lấy ra thiên tôn bảo khí, tiến vào không gian bảo khí lại tiến hành chiến đấu. Thiên tôn bảo khí, đương nhiên có thể cho chuẩn thiên tôn cuồng oanh loạn tạc, chỉ từ trình độ chắc chắn tới nói, làm sao cũng phải lục bộ thiên tôn mới có thể chân chính phá hủy thiên tôn bảo khí. 16 người nhao nhao đến đông đủ, chương 3066 cuồng nhân, nếu như Lăng Hàn cũng tính, vậy lần này người mới nhiều đến 6 tên, 10 người khác thì theo thứ tự là cường giả ở trên hiện bảng, xếp hạng đều ở trong vòng 20. Nhưng trải qua chiến đấu trước đó, tất cả mọi người lại không xem trọng bọn hắn lắm, cho rằng lần này là thiên hạ của người mới. Các người nói, quy tắc tranh tài đột nhiên biến hóa, có phải vì ngăn chặn người mới hay không? Người quan chiến cũng tới rất nhiều, bọn hắn trâu đầu ghé tai, cũng thảo luận quy tắc đột nhiên cải biến. Cực kỳ có khả năng, một đối một, lần này khả năng trước ba đều sẽ bị người mới bao tròn. Đổi thành quy tắc hiện tại, như vậy người mới có khả năng bị lão nhân liên thủ diệt từng cái. Đúng, thứ nhất, người mới lẫn nhau không quen, rất khó liên hợp, thứ hai, coi như người mới nguyện ý liên thủ, bọn hắn ở số lượng cũng rơi vào hạ phong tuyệt đối. Cho nên, có khả năng mấy ngày trước, người mới đều toàn quân bị diệt. Lúc mọi người ở đây nói chuyện, một vị thiên tôn xuất hiện, hắn trầm giọng nói: "16 người tranh tài, đều đi vào đi." Đám người lăng hàn từng cái tiến vào thiên tôn bảo khí, này đối với phần lớn người mà nói đều không xa lạ gì, phía sau khẳng định có cường giả thiên tôn cấp, tất nhiên tiếp xúc qua thiên tôn bảo khí. Đây là một không gian hư vô, rất giống chỗ sâu trong tinh hải, không có cái gì, bây giờ lại đột một nhiều 15 cái ghế, mỗi cái ghế đều cách nhau rất xa mặt khác thì là một cái đồng hồ cát to lớn, nhưng bây giờ còn chưa có bắt đầu chảy. Hiển nhiên, đồng hồ cát động, chiến đấu đã bắt đầu, khi đồng hồ cát chảy hết, chính là một ngày kết thúc, người không có cướp được vị trí liền chỉ có ảm đạm rời khỏi. Thời điểm 16 người còn ngó đông ngó tây, đồng hồ cát động. Tranh tài đã bắt đầu, ha ha, 10 lão nhân quả nhiên đứng chung với nhau, liếc nhìn về phía 6 người mới. Hiển nhiên, sau khi bọn hắn biết quy tắc tranh tài như vậy liền tương thông, đạt thành nhận thức chung muốn trước đuổi người mới đi ra lăng hàn không có người thông chi như vậy hắn tự nhiên là bị bài xích ở bên ngoài các ngươi là tự mình ra ngoài hay do chúng ta liên thủ đuổi đi ra một vị lão nhân hỏi bất quá là một đám gà đất chó sành cũng xứng làm càn ở trước mặt ta ngô hạo dương đứng dậy hắn ngạo khí trùng thiên ta một người liền có thể giải quyết toàn bộ các ngươi lớn mật làm càn đám lão nhân đều quát bọn hắn từng cái đều có đại bối cảnh không phải hậu nhân của Tam Bộ Thiên Tôn chính là Tứ Bộ Thiên Tôn. Ha ha, xem ta bình định các ngươi như thế nào, một đám cặn bã. Ngô Hạo Dương chủ động giết ra, ông, toàn thân hắn phát sáng, cả người nhìn không rõ ràng, hưu, hắn xuất thủ về phía đám lão nhân, vô số đạo quang mang kích xạ. Gia hỏa này thật sự là cuồng đến nhà, thực sự một người khai chiến 10 tên chuẩn thiên tôn. Phải biết, 10 người này đều là cường giả ở trên hiện bảng, cái nào không phải thiên tài trong thiên tài. Nhưng Ngô Hạo Dương lại không quan tâm, thống thống khoái khoái giết tới, một người độc chín thập đại cường giả. Thật cuồng, thập đại cường giả gầm thét, nhao nhao xuất thủ đánh về phía Ngô Hạo Dương. Đây là nội bộ của thiên tôn bảo khí, mọi cử động bên trong sẽ bị thiên tôn bảo khí ghi chép, cũng hiện ra ở bên ngoài. Bởi vậy, người quan chiến ai cũng thấy được hành vi của Ngô Hạo Dương. Gia hỏa này, điên rồi, đây chính là 10 tên chuẩn thiên tôn, từng cái đều là siêu cấp cường giả có thể sau đó một khắc đột phá, một cái cũng không dễ đối phó, đồng thời địch hai cái thất bại, huống chi là 10 cái. Sau đánh 10, có lẽ có một chút xíu hy vọng, gia hỏa này thoát ly đoàn đội, chỉ là đang chịu chết. Tất cả mọi người lắc đầu, người trẻ tuổi này xác thực thiên phú yêu nhiệt, tiên vương tầng 9 liền có được thực lực địch nổi chuẩn thiên tôn, thế nhưng bởi vậy để hắn quá cuồng ngạo, lại dám loạn tới như vậy. Không coi ai ra gì, nhất định chịu đau khổ, ánh mắt của Lăng Hàn cũng nhắm lại, chẳng lẽ Ngô Hạo Dương cũng có khí lực giống như hắn sao, nếu không dùng cái gì dám một đấu mười. Kết quả rất nhanh liền ra, Ngô Hạo Dương không có khí lực siêu cường, nhưng hắn hóa thành một vệt ánh sáng, lại thực sự vạn pháp bất xâm, chư lực không nhận, thập đại chuẩn thiên tôn đánh ra công kích căn bản không đụng tới, như vậy làm sao nói tới tổn thương. Nhưng công kích của Ngô Hạo Dương lại cực kỳ bá đạo, hai tay oanh ra, từng đạo ánh sáng lóa mắt, thậm chí có thể thẳng vào thức hải, tiến hành đả kích thần hồn. Cái này cực kỳ đáng sợ, để thập đại cường giả kêu rên, bất ngờ không để phòng ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Dù như vậy, Ngô Hạo Dương cũng đủ để tự hào. Một tiên vương tầng 9 đối chiến 10 tên chuẩn thiên tôn đỉnh phong, lại chiếm thượng phong, quả thực là chuyện lạ vạn cổ. Quá lợi hại, người cường đại như vậy, làm sao trước đó chưa từng nghe nói qua. Chẳng lẽ hắn sẽ sáng tạo một kỳ tích, tất cả mọi người kinh hô, ngay cả Lăng Hàn cũng có chút kinh ngạc, vì thực lực của Ngô Hạo Dương mà động dung. Ngô Hạo Dương đắc thế không tha người, hắn không ngừng xuất thủ, không ngừng oanh ra hào quang, có lực sát thương đáng sợ, để Thập Đại Chuẩn Thiên Tôn có chút mệt mỏi chống đỡ, không cách nào hình thành xu thế liên thủ hợp kích hữu hiệu. Chỉ từ điểm ấy mà nói, Ngô Hạo Dương thật sự là cường đại, dùng sức một mình liền bức Thập Đại Chuẩn Thiên Tôn bị ép từng người tự chiến. Bọn hắn không thể không tạm thời rút lui, rời đi phạm vi công kích của Ngô Hạo Dương, sau đó có chút dừng lại, vận chuyển ra Thiên Tôn bảo thuật, phản kích về phía Ngô Hạo Dương. Lực lượng sâu kiến, Ngô Hạo Dương cuồng cứu, vẫn không sợ Ngang nhiên ninh tiếp Thân thể của hắn vô cùng cổ quái Dù thập đại chuẩn thiên tôn vận chuyển thiên tôn bảo thuật cũng không đụng tới hắn Chỉ có phần bị hắn đánh tung Cái này chẳng những để thập đại chuẩn thiên tôn chấn kinh lại không hiểu Để người xem phía ngoài ôm đầu gọi không thể tưởng tượng nổi Ngay cả đám người Lăng hàn cũng không khỏi nhíu mày Bởi vì bọn hắn cuối cùng phải chiến với ngô hạo dương Nếu như đổi thành mình lại phá giải như thế nào Lăng hàn cũng hỏi mình Vì cái gì ngô hạo dương có thể mạnh như vậy Thứ nhất, hắn khẳng định là dùng trong rèn sáu loại lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới luyện thân thể, lúc này mới có thể để hắn ở Tiên Vương tầng 9 liền có được chiến lược của Chuẩn Thiên Tôn. Thứ hai, môn công pháp hắn vận chuyển này cực kỳ đặc thù, để hắn có thể không nhìn thiên tôn bảo thuật. Chương 3067, vô địch, Lang Hàn nhắm hai mắt lại, cẩn thận thể ngộ, một lát sau, hắn có suy đoán, có lẽ Ngô Hạo Dương có thể điều động năng lượng hư tử hoặc lực lượng cùng loại, đây là cao hơn lực lượng độc nhất vô nhị của Viêm xương vị diện chính là lực lượng như vậy phát huy, để thập đại chuẩn thiên tôn xuất thủ vô công. Về phần vì cái gì Ngô Hạo Dương có thể vận dụng lực lượng chỉ có thiên tôn mới có thể dùng, vậy cũng chỉ có chính hắn biết. Hình ảnh như vậy thật khiến người ta cả đời khó mà quên được. Một tiên vương tầng 9 đại phát thần uy, thế mà ép tới thập đại chuẩn thiên tôn chỉ có lực lượng chống đỡ. Quái vật như thế nào, ngay cả Lăng Hàn cũng có một loại xúc động nhổ nước bọt, mặc dù từ trước đến nay đều là người khác nói hắn là quái vật ngô hạo dương cũng không phải người chỉ ỷ vào thiên phú hắn cuồng lại tuyệt không ngốc chỉ nhìn chằm chằm một chuẩn thiên tôn ra tay mặc cho người khác oanh kích như thế nào cũng không thèm để ý hắn căn bản chính là không thương tổn mà từng thiên tôn bảo thuật ở trong tay của hắn vận chuyển ra rất nhanh liền đánh tên chuẩn thiên tôn kia tàn phế hoàn toàn mất đi lực lượng hắn cười hắc hắc lại để mắt tới một chuẩn thiên tôn cũng chỉ gần nửa ngày liền có năm tên chuẩn thiên tôn bị oanh trọng thương bất lực tái chiến toàn trường ngạc nhiên căn bản không thể tin được, muốn nói Ngô Hạo Dương nắm giữ Thiên Tôn pháp, nhưng chẳng lẽ những người khác không có sao? Hơn nữa, vì cái gì hắn có thể một mực bảo trì loại trạng thái này, bất kỳ lực lượng gì cũng không gây thương tổn được hắn. Cái này rất cổ quái, tương đương gian lận, để cho người ta làm sao có thể chiến thắng được. Phải biết, chuẩn Thiên Tôn cuối cùng không phải Thiên Tôn, không có khả năng một mực vận chuyển Thiên Tôn pháp, nhưng Ngô Hạo Dương lại phá vỡ định luật này, sáng tạo ra một kỳ tích. Đây thật là một tiên vương tầng 9 xác định không phải thiên tôn giả trang tất cả mọi người hoài nghi cái này quá không bình thường ha ha nếu như các người biết hắn là hậu nhân nhà nào liền không có hoài nghi như vậy thiên tôn đốc chiến ung um dung nói tất cả mọi người không khỏi nhìn sang tên thiên tôn kia cười một tiếng hắn họ ngô các người ngẫm lại có vị đại nhân vật nào cũng họ ngô 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 suy nghĩ một trận có ít người không khỏi lộ ra kinh sợ thiên tôn họ ngô có mấy cái nhưng có thể chiếm được một danh ngạch, mà được xưng tụng đại nhân vật, cái kia hẳn là chỉ có một vị. Thất bộ thiên tôn Ngô Trí Hồng, nếu như là hậu nhân của thất bộ thiên tôn, vậy thì có thể lý giải, bởi vì thất bộ thiên tôn có lực lượng thông thiên triệt địa, bồi dưỡng được một yêu nghiệt lại có cái gì? Cái thứ sáu, cái thứ bảy, cái thứ tám, không đến một ngày, thập đại chuẩn thiên tôn liền nhau nhau bị oanh bại, hoàn toàn mất đi chiến lực. Ngô Hạo Dương ngạo nghễ đứng thẳng, có vô địch chịu uy, bên ngoài những nữ võ giả kia đều mắt bốc hồng quang hận không thể xông tới bổ nhào vào lòng hắn vô luận là thực lực của ngô hạo dương hay thân thế của hắn đều đủ để cho người ta truy phủng đây là kim quy tế mà tất cả nữ nhân tha thiết ước mơ trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều im ắng giống như đều gửi lời chào tới ngô hạo dương ngô hạo dương lộ ra nụ cười cao ngạo cái này hắn thấy là đương nhiên hắn là muốn kéo lâm u liên tân khí hổ xuống ngựa dư tử tầm thường căn bản không để ở trước mắt của hắn hắn đi thẳng tới một cái ghế ngồi xuống đám người lăng hàn tâm tình khác nhau nhưng cũng nhao nhao tìm chỗ ngồi ngồi xuống thời gian một ngày đến thập đại chuẩn thiên tôn không ai đứng được toàn bộ bị đào thải kết quả này lại có ai có thể nghĩ đến luôn cho là thập đại chuẩn thiên tôn liên thủ khẳng định đào thải toàn bộ người mới không nghĩ tới lại bị một việt đại yêu nghiệt đánh bại sau trận chiến này thanh danh của ngô hạo dương nhất phi trùng thiên không người nào có thể địch nổi dù lúc ấy lăng hàn chiến một trận Đối mặt hơn 20 tên chuẩn thiên tôn, nhưng một là những chuẩn thiên tôn này chỉ có Hà Vũ Phong một người tiến vào hiện bảng, hơn nữa còn chỉ xếp hạng 8900, sao có thể so sánh với 10 người này. Mặt khác, Ngô Hạo Dương là đánh bại những người này, mà không phải giống Lăng Hàn, chỉ để những chuẩn thiên tôn kia không thể làm gì mà thôi. Vừa so sánh, tự nhiên Ngô Hạo Dương càng mạnh. Lăng Hàn trở về, nữ hoàng, vũ hoàng, duyên sinh thiên tôn, đại hắc cẩu đều đến, ai cũng nghị luận Ngô Hạo Dương cái này mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù thiên sinh có thân thể tiên kim, nhưng chuẩn thiên tôn đủ để áp chế, vận chuyển thiên tôn bảo thuật càng có thể trọng thương. Nhưng ngô hạo dương lại hoàn toàn là vạn pháp bất xâm, chư lực không thương tổn, tại sao có thể có dạng quái vật này? Có khi nào là viêm xương vị diện dựng dục ra không? Không, ta nghe nói hắn là hậu nhân của thất bộ thiên tôn. Duyên sinh thiên tôn trầm ngâm một lát, bản tôn cảm thấy, đây cùng vị thất bộ thiên tôn kia có quan hệ, nếu không, dù hiện tại người này có thể câu thông lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới cũng không có khả năng để hắn có thần uy như vậy đám người lăng hàn cũng gật đầu cái suy đoán này tương đối hợp lý ngày mai tìm một cơ hội đánh với hắn một trận liền có hiểu rõ trực quan lăng hàn nói tiểu hàn tử cái này không ổn đâu đại hắc cẩu vội vàng nói dù sao có ba viên thất sát thất bạo đan dùng thực lực của ngươi muốn thu hoạch được một viên tự nhiên là sự tình dễ dàng cần gì sớm như vậy liền đánh với ngô hạo dương một trận nó khuyên nhủ, vẫn là chờ lấy được ban thưởng, lại cùng hắn luận bàn. Ngay cả duyên sinh thiên tôn cũng biểu thị đồng ý, hắn cực kỳ khẳng định thực lực của Lăng Hàn, nhưng Ngô Hạo Dương thực quá mạnh, hiện tại thật không cần thiết khai chiến. Lăng Hàn ngại khuyên quá nhiều, đành phải đáp ứng bảo trì điệu thấp, trước tiên nắm bắt ban thưởng tới tay lại nói. Lần thứ hai, tiếp tục tranh tài, nhưng trực tiếp triệt bỏ 10 cái ghế. 6 người đoạt 5 cái ghế, bọn hắn nhao nhao tiến vào thiên tôn bảo khí, cách xa nhau hơn trăm dặm mà đứng. Thật sự là không nghĩ tới, hôm qua lập tức liền đào thải 10 người. Loại kết quả ngoài dữ liệu này mới gọi thoải mái. Ha ha, hôm nay có thể trực tiếp đào thải ba người, phân ra kết quả hay không? Có khả năng, bên ngoài, tất cả mọi người nhao nhao nói, ấn tính cách của Ngô Hạo Dương, lần này khẳng định cũng sẽ không gò bó theo khuôn phép. chương 3068, phá giải 1. Đồng hồ cắt động, bắt đầu so tài, Ngô Hạo Dương chắp hai tay sau lưng, đều cút ra ngoài cho ta, cái gì, đám người nghe xong đều chóng nặng, hôm qua một mình đánh thập đại lão nhân, hôm nay lại muốn ra tay với tất cả tân sinh, người đây là tiết tấu muốn làm vạn nhân địch sao. Gia hỏa này quả nhiên không chịu an phận, mà lần này tuyệt hơn, nếu năm người lăng hàn rút lui toàn bộ, vậy thì không có trước ba, chỉ hắn một người mà thôi. Ba viên thất sát thất bạo đan kia có phải đều quy hắn hay không? Không thể không nói, mặc dù Ngô Hạo Dương làm việc cuồng ngạo, lại tuyệt không ngốc, người nhìn, hắn đây không phải chế tạo cơ hội cho mình, có thể độc lấy ban thưởng sao? Cái này còn không thông minh, còn chưa đủ sáng ý sao? Ngô Hạo Dương, người thật sự coi mình mạnh đến mức không người có thể địch. Thích trường quân mở miệng, bắp thịt cả người cao cao nâng lên, tản ra lực lượng kinh người, tựa hồ chỉ cần máu tươi phun trào một chút, tinh thần cũng muốn rơi xuống. Ít nói nhảm đi, không lăn, bản thiếu liền giúp các ngươi xéo đi. Ngô Hạo Dương không kiên nhẫn nói, hắn tin tưởng có ba viên thất sát thất bạo đan, hắn chẳng những có thể tiến lên chuẩn thiên tôn, còn có thể đột tiến một mảng lớn. Mục tiêu của hắn là Lâm U Liên cùng Tân Khí Hổ, vội vàng muốn đuổi kịp bộ pháp của hai người này, sau đó đánh bại hai người, tuyên cáo cho thế nhân, hắn mới là thiên tài mạnh nhất của toàn bộ nguyên thế giới, mà tương lai cũng chỉ có hắn mới có thể đánh bại cuồng loạn. Hắn không rảnh cùng những cái gọi là thiên tài này lãng phí thời gian, căn bản không xứng. Vậy cũng chỉ có sử dụng bạo lực, trung Nhiên lạnh như băng nói, để khí chất thanh lãnh của nàng càng thêm nổi bật. Tất cả mọi người làm xong chuẩn bị xuất thủ, không chỉ Ngô Hạo Dương, những người khác cũng có thể là địch nhân của mình. Một đám Ngô xuẩn mất khôn, Ngô Hạo Dương ngang nhiên giết ra. Ngô Hạo Dương vô cùng bá đạo, trong mắt hắn, vô luận là thập đại cao thủ trên hiện bảng ngày hôm qua, hay những lực lượng mới xuất hiện hôm nay, đều chỉ có bị hắn quét ngang. Hai cánh tay hắn mở ra, một tay hóa thành dây leo vô tận, mở rộng tới lăng hàn, đồ thạch, thiết băng hà cùng trung nghiên, một tay khác thì hóa thành hỏa long, ấn qua thiết trường quân dây leo trong nháy mắt sinh trưởng hóa thành một mảnh rừng rậm phảng phất như muốn ngăn cách bốn người lăng hàn ra trước hết để cho Ngô Hạo Dương cùng Thích Trường Quân phân ra thắng bại Thích Trường Quân thét dài một tiếng không sợ ninh tiếp bành hỏa long đánh vào trên người hắn diễm hỏa quấn động nhưng trong nháy mắt Thích Trường Quân liền từ trong hỏa diễm vọt ra quần áo trên người đốt đỏ lên nhưng làn da của hắn lại bình yên vô sự hết sức kinh người quần áo kia là dùng tiên kim kéo tơ dệt thành hiện tại tiên kim cũng thiêu đến đỏ thấu nhưng da của hắn lại không có một chút xíu biến hóa lực phòng ngự quá mạnh ha ha không phải chỉ có ngươi mới có được phòng ngự vô địch thích trường quân cười to hai tay hợp lại cùng nhau hung hăng đập qua ngô hảo dương cái này cũng xứng vô địch ngô hảo dương cười nhạo nói tay phải nâng lên bành đã giữ lấy hai tay của thích trường quân xem ta làm sao xé rách nó một bên khác rừng rậm dây leo đã bị oanh hủy từng thiên kiêu tuổi trẻ ngang nhiên đứng thẳng ai cũng tản ra chiến ý xông phá thiên địa nhưng bọn hắn không có xuất thủ, mà đứng chắp tay, nhìn thích trường quân cùng Ngô Hạo Dương chiến đấu. Bọn hắn đều kiêu ngạo, khinh thường cùng người liên thủ. Ngược lại là có chút xem thường các ngươi, bất quá. Không hề có sự khác biệt, Ngô Hạo Dương cười lớn một tiếng, lại công về phía thích trường quân. Thích trường quân đồng dạng bá khí, cô song quyền nghinh tiếp. Oanh, 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 hai người đối oanh, luận lực lượng vẫn là thích trường quân hơi chiếm thượng phong, nhưng còn không đến mức sinh ra ưu thế nghiền ép. Không gì hơn cái này, thích trường quân cười lạnh nói. Thật sao, ngô hạo dương lộ ra nụ cười tà khí, ông, toàn thân hắn đột nhiên phát sáng, sau đó liền thành một vệt ánh sáng. Lại tới, tất cả mọi người nghiêm nghị, hôm qua ngô hạo dương hóa thành một vệt ánh sáng, vạn pháp bất xâm, chư lực không thương tổn, hiện tại hắn lại tiến vào dạng trạng thái này, thích trường quân có biện pháp phá giải sao? Oanh, song quyền của thích trường quân vung qua, lại từ trong thân thể ngô hạo dương xẹt qua, không có tạo thành một chút xíu tổn thương. Quả nhiên, ngay cả Thích Trường Quân cũng không có cách nào. Hắc hắc, Ngô Hạo Dương cười lạnh, tay phải chộp tới đầu của Thích Trường Quân. Một chiêu này mang theo ô nhục rất lớn, rõ ràng là xem thường Thích Trường Quân. Thích Trường Quân hừ một tiếng, thân hình nhanh chóng thối lui, hắn đương nhiên cân nhắc qua, nếu một kích vô hiệu, lọt vào Ngô Hạo Dương phản kích lại nên như thế nào. Bởi vậy, một kích này của Ngô Hạo Dương cũng không có nằm ngoài dự liệu của hắn. Ngô Hạo Dương một kích thất bại, hắn cũng không có để ở trong lòng, dưới chân điểm một cái, thân hình lần nữa đập ra, đuổi theo thích trường quân. Hai người tái chiến, nhưng cái này đã không gọi chiến đấu, vô luận thích trường quân làm sao cũng đánh không trúng ngô hạo dương, vậy chiến lực của hắn lại nghịch thiên thì như thế nào, căn bản không phát huy ra được. Bởi vậy, đây là đơn phương truy kích, ngô hạo dương truy, thích trường quân trốn. Không thể nói thực lực của thích trường quân không bằng ngô hạo dương, nhưng hiện tại ngô hạo dương không thể gây thương tổn, hoàn toàn đứng ở thế bất bại, để thiết trường quân chỉ có thể không ngừng chạy. Chẳng lẽ không có biện pháp làm gì được Ngô Hạo Dương sao? Chiến lực của hắn xác thực rất mạnh, nắm giữ chỉ ít 3 môn thiên tôn bảo thuật, nhưng người nơi này đều cho rằng mình sẽ không thua, nhưng làm sao mới có thể tổn thương Ngô Hạo Dương, đây cũng thành vấn đề cực kỳ lớn. Lúc trước thiên sinh mới vào thiên hạ đệ nhất phó viện, cũng có thể làm cho tiên vương tầng 9 bất đắc dĩ, chính là bởi vì hắn thân thể như tiên kim, nhưng bây giờ Ngô Hạo Dương lại tiến thêm một bước, ngay cả đụng cũng đụng không đến. Phải biết, thiên sinh còn có thể bị áp chế, còn có thể bị khốn trụ, nhưng đối với Ngô Hạo Dương lại thực sự không có biện pháp nào. Ta đến, đồ thạch khẽ quát một tiếng, giết về phía Ngô Hạo Dương. Hắn như một con mãnh hổ, toàn thân quấn quanh lấy hắc quang, thuần túy như thiên địa sơ khai, dương động lên khí tức viễn cổ hồng hoang. Trước đánh bại người cũng giống như vậy, Ngô Hạo Dương xoay người lại, đánh tới đồ thạch, chương 3069, phá giải 2. Bành, đồ thạch phung qua một kích, lại trực tiếp từ trong thân thể Ngô Hạo Dương xẹt qua, đồng dạng không gây thương tổn được hắn. Không biết lượng sức, Ngô Hạo Dương cười lạnh, vỗ tới Đồ Thạch, Đồ Thạch vội vàng lui, nhưng vẫn không bằng, bị quét đến một chút, ở phần bụng lưu lại một vết thương, máu tươi cốt vỡ tuôn ra, còn tốt, hắn lui coi như kịp thời, thương thế cũng không phải quá nặng. Còn có ai? Ngô Hạo Dương chắp hai tay sau lưng, hắn ý thức được mặc dù hôm nay năm người này vẫn không làm gì được hắn, nhưng thực lực bản thân lại mạnh hơn 10 người hôm qua một mảng lớn không có dễ đối phó như vậy. Đương nhiên, hắn vẫn đứng ở thế bất bại, ta đến lãnh giáo một chút, Chu Nghiên đi ra, dáng người thon dài động lòng người, lạnh lùng như băng, nhưng lại diễm như đạo lý. Ngô Hạo Dương hiện lên vẻ kinh diễm, nhưng lập tức thu lại, ở trong lòng hắn, mỹ nữ chỉ là điều hòa sinh hoạt, võ đạo mới là không thể thay thế. Chu Nghiên giết ra, nàng phát động đại chiêu, một tay gọt ra, như thần hoàng vẫy đuôi, toàn bộ tinh không hào quang sáng chói, nhưng vẫn vô dụng, Ngô Hạo Dương đứng ở nơi đó, như thiên địa chi chủ, hết thảy công kích đều vô hiệu với hắn. Thiết Băng Hà cũng đấm ra một quyền, đánh ra một con băng hùng. Oanh! Băng hùng từ trong thân thể Ngô Hạo Dương xuyên qua, lông tóc không thương. Tất cả mọi người im lặng. Trong thiên hạ này thật có phòng ngự vô địch sao? Ngươi còn muốn thử một chút sao? Ngô Hạo Dương chỉ hướng lăng hàn. Hắn biết đây là nhân vật ở trên hiện bảng xếp thứ nhất, đồng thời cũng coi là một người mới, nhưng thứ nhất lại thế nào? Trong mắt hắn chỉ là cạn bá. Tự nhiên, Lăng Hàn đấm ra một quyền, oanh, kinh khí hóa thành một vệt ánh sáng, đánh về phía Ngô Hạo Dương. Phốc, đạo ánh sáng này y nguyên từ trong cơ thể Ngô Hạo Dương trào lên, nhưng tất cả mọi người kinh ngạc một chút, bởi vì Ngô Hạo Dương biến thành tia sáng cũng lắc lư một cái. Có hy vọng, Lăng Hàn thét dài một tiếng, đánh về phía Ngô Hạo Dương. Hắn vung ra một quyền, lần này Ngô Hạo Dương lại có phản ứng, cũng một quyền đáp lễ. Bành, ở trong ánh mắt bất khả tư nghị của tất cả mọi người, nắm đấm của lăng hàn cùng nắm đấm của ngô hạo dương đụng vào nhau chạm đến chạm đến bốn người đồ thạch đều đại hỉ mặc dù không phải bọn hắn tự tay gây nên lại đã chứng minh ngô hạo dương cũng không phải là tuyệt đối vô địch lăng hàn giật mình nguyên lai dùng lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới thối thể liền có thể đánh chúng ngươi trước đó hắn chỉ đánh ra kình phong cho nên đối với ngô hạo dương chỉ có ảnh hưởng yếu ớt nhưng lần này hắn lại dùng nắm đấm đánh hiệu quả liền hoàn toàn khác biệt trên mặt Ngô Hạo Dương cũng có chút kinh ngạc, muốn phá giải môn công pháp này của hắn kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần dùng lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới tiến hành công kích là được. Nhưng điều này có ý vị gì? Ngay cả nhất bộ thiên tôn cũng không gây thương tổn được hắn. Bởi vì đây là vị thất bộ thiên tôn kia của Ngô ra bỏ ra đại giới, tự tay thực thi năng lực ở trên người hắn. Nhưng ở nơi này, một tiên vương tầng 9 lại đánh tới thực thể của hắn. Ngô Hạo Dương rất kinh ngạc, đây chính là gia gia của hắn, vị thất bộ thiên tôn kia tự mình xuất thủ, giao phó cho hắn năng lực, có thể để hắn ở trước nhị bộ thiên tôn không sợ hết thảy cường địch. Nhưng bây giờ, một tiên vương tầng 9 lại thật có được năng lực uy hiếp hắn. Không nghĩ tới, ngoại trừ lâm u liên, tân khí hổ cùng ta ra, thế mà còn có người thứ tư ở trước nhị bộ thiên tôn liền nắm giữ lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới. Ngô Hạo Dương nói, nhưng y nguyên còn ngạo sắc, xem như lâm u liên, tân khí hổ cũng là đối tượng hắn muốn siêu việt, như vậy lăng hàn tính toán là cái gì? đánh nhau cùng cấp, hắn tự tin có thể nghiền ép bất kể đối thủ nào. Đến, để cho ta dạy dỗ ngươi, cái gì mới thật sự là vô địch. Ngô Hạo Dương xuất thủ, đánh về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn cũng hứng thú đại phát, hôm qua hắn liền muốn giao chiến với Ngô Hạo Dương, chẳng qua lúc đó Ngô Hạo Dương đang chiến với lão nhân, hắn không tiện xuất thủ, về sau lại bị duyên sinh thiên tôn khuyên, liền quyết định chậm rãi. Hiện tại trận chiến đấu này chính hợp tâm ý của hắn. Hắn không sợ nghinh tiếp, cùng Ngô Hạo Dương đối oanh. Ngô Hạo Dương vận chuyển ra Thiên Tôn Bảo Thuật, đánh ra từng đoàn từng đoàn liệt diễm, đây là lực lượng siêu việt quy tắc, ngay cả bản thân của hỏa diễm quy tắc cũng có thể đốt tấn. Làm Hàn lập tức cảm thấy thân thể mình nóng bỏng đau nhức, uy lực của Thiên Tôn Bảo Thuật quá lớn, nhất là từ trong tay thiên tài như Ngô Hạo Dương vận chuyển ra, hoàn toàn là chiến lực của nhất bộ Thiên Tôn. Hắn vận chuyển Ngũ Hành Lôi Thuật, cùng Ngô Hạo Dương đối công. Đây là dùng mâu đối mâu, đều muốn dùng công kích mạnh nhất oanh bại đối phương. Chiến đấu như thế đương nhiên kịch liệt, ngay cả nhất bộ thiên tôn tiến vào, nếu không vận chuyển đại chiêu cũng không có khả năng ngăn cản được bọn hắn. Sau khi tiến lên tầng 9, Lăng Hàn có thể vận chuyển thiên tôn bảo thuật thời gian kéo dài không ít, mà Ngô Hạo Dương cùng hắn đồng giai, cũng là thiên tài tuyệt luân, ở thời gian vận chuyển thiên tôn bảo thuật cũng kém không nhiều. Dạng đối oanh này đủ để tiếp tục một ngày, nhưng chỉ đánh nửa ngày, hai người đều nhăn mày, không thể không thừa nhận đối thủ yêu nghiệt, đủ để chống lại mình, mà một ngày chiến đấu quá ngắn, căn bản không đủ để bọn hắn phân ra thắng bại. Nhưng bọn hắn đều có ngạo khí, muốn áp chế đối phương, tự nhiên ai cũng sẽ không thu tay lại, thế nên bọn hắn tiếp tục chiến. Bọn người đồ thạch cảm khái, có thể khắc chế Ngô Hạo Dương vẫn là một tiên vương tầng 9, bọn hắn, đừng nói bọn hắn, ngay cả nhất bộ thiên tôn cũng không làm gì được Ngô Hạo Dương, lại vẫn bị lăng hàn khắc. Suy nghĩ một chút, cái này kỳ thật rất có ý tứ. Thời gian còn tại chậm rãi trôi qua, đồng hồ cắt sắp hết. Bọn người đồ thạch không lo được quan chiến, nhao nhao lui ra phía sau, đoạt một cái ghế ngồi xuống. Lăng Hàn cùng Ngô Hạo Dương đồng thời hét lớn một tiếng, một bên tiếp tục ra tay đánh nhau, một bên thì lao về phía một cái ghế cuối cùng. Bọn hắn đều coi cái ghế kia trở thành điểm mấu chốt quyết định thắng bại, nếu ai cướp được, liền xem như ở trận đọ sức này chiếm thượng phong. Tốc độ của hai người nhanh chóng, một cái chớp mắt liền đến trước mặt ghế, nhưng cái nào cũng không ngồi được. Chương 3070, Kỳ phùng địch thủ. Lăng Hàn có thể làm bị thương Ngô Hạo Dương, Ngô Hạo Dương cũng có thể làm bị thương hắn, ai dám liều ăn lấy công kích ngồi xuống. Bọn hắn công kích càng ngày càng lăng lệ, mắt thấy trong đồng hồ chỉ còn có ba hạt cát. Lan đi, Ngô Hạo Dương nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền, nhấc lên năng lượng cuồng bạo vô biên, có từng sợi hỗn độn khí rủ xuống, hắn thôi phát chiến lực đến cực hạn. Ngươi mới cút cho ta, Lăng Hàn cũng đánh ra một quyền, cửu hóa thiên kinh cùng ngũ hành lôi thuật chung một chỗ bộc phát, hắn cũng liều mạng rồi. Bành, thân hình hai người đồng thời run lên, nhau nhau bị đánh bay ra ngoài. Còn có hai hạt cát, nhưng hai người còn ở trạng thái bay ngược. Chẳng lẽ, hai thiên tài chắc tuyệt kia đều bị đào thải sao? Vậy thì thật sự là buồn cười. Người ngoại giới đều thầm nghĩ, nhưng nhìn tình huống, hai người lăng, ngô chưa hẳn có thể ở trước khi hạt cát cuối cùng rơi xuống giết trở lại. Hơn nữa, coi như bọn hắn có thể kịp thời trở lại, nhưng nhìn sức chiến đấu của bọn họ tiếp cận như thế, hẳn vẫn là kiềm chế lẫn nhau, ai cũng chiếm không được thượng phong. Kia vẫn là một cuộc diện bế tắc, dù ai cũng không cách nào thắng được, chung một chỗ bị đào thải a. À. Ai bảo bọn hắn nhất định phải cùng chết làm chi? Hưu, hưu, hai người Lăng Hàn đã hóa giải lui thế, nhau nhau cuốn ngược, giết tới cái ghế cuối cùng. Đó là của ta, Ngô Hạo Dương quát, nghĩ hay lắm, Lăng Hàn thì cười lạnh, tốc độ hoàn toàn bạo phát ra. Một hạt cắt cuối cùng rơi xuống, tranh tài hôm nay kết thúc, người không có cướp được vị trí toàn bộ bị đá ra khỏi cục là ai đây tất cả mọi người mở to hai mắt chỉ thấy quang ảnh lóe lên trước mặt bọn hắn đã thêm một người ngô hạo dương hay lăng hàn không có đạo quang ảnh thứ hai chấp động đưa ra người thứ hai chẳng lẽ bọn hắn nhao nhao nhìn về phía hình chiếu của thiên tôn bảo khí chỉ thấy trên một cái ghế cuối cùng không phải lăng hàn đang ngồi sao chỉ là lăng hàn hiển nhiên cũng quá sức chỉ có một tia của cái mông đụng ghế tư thế ngồi thật sự là vô cùng khó coi nhưng mặc kệ khó coi cỡ nào hắn lưu lại thu được tư cách tiếp tục tranh tài, mà Ngô Hạo Dương thì bị vô tình đào thải. A, à, Ngô Hạo Dương gầm thét, hai mắt phun ra lửa, hắn quá không cam lòng, rõ ràng dùng thực lực của hắn hẳn có thể quét ngang hết thải truyền thiên tôn, nhưng bây giờ lại bị sớm đào thải ra khỏi cục, để hắn tại sao có thể tiếp nhận? Lăng Hàn, hắn gầm thét, hưu hưu hưu, năm người Lăng Hàn cũng ra thiên tôn bảo khí, bọn hắn là người thắng, ngày mai còn có thể tiếp tục tranh tài. Ngô Hạo Dương không nói hai lời, lập tức xiết tới cùng Lăng Hàn tái chiến dừng tay, nhất bộ thiên tôn ở đây trách mắng, đưa tay bắt tới hắn. Bằng ngươi cũng xứng quản ta, ngô hạo dương vô cùng cuồng ngạo, hắn căn bản không cho vị thiên tôn kia một chút mặt mũi, thân hóa xí quang, trừ lực bất xâm, chỉ nhìn chằm chằm lăng hàn xuất thủ. Tên thiên tôn kia bị chọc giận gần chết, nhưng hắn chỉ là nhất bộ thiên tôn, có thể làm gì được ngô hạo dương hiện tại, giống như những người khác, hắn xuất thủ tất cả đều làm công vô dụng, căn bản không đụng tới ngô hạo dương một sợi tóc. Ngô hạo dương, người thật quá mức, Tên thiên tôn này trầm giọng quát, đồng thời cũng cảm giác thật mất mặt, mình đường đường là thiên tôn A. Quá mức, động tác của ngô hạo dương chậm lại, tốt, ta trước thu thập ngươi, nhìn còn có ai dám ngăn ta. Hắn không còn công kích lăng hàn, mà đánh tới tên thiên tôn kia. Mọi người không ai không nghe răng, người cũng quá cuồng đi, ngay cả thiên tôn cũng dám ra tay. Làm càn, tên thiên tôn kia cuối cùng cũng nổi giận, hắn đưa tay chiêu một cái, thiên tôn bảo khí lập tức rơi vào trong tay của hắn, chính là một chiếc gương cổ, hắn quát khẽ, nhắm cổ kính vào Ngô Hạo Dương, một vệt ánh sáng bắn ra. Ngô, Ngô Hạo Dương khinh thường, căn bản không tránh không né, lại bị tia sáng kia đánh trúng, thân hình lập tức rơi xuống, dưới chân lảo đảo. Nhất bộ thiên tôn không gây thương tổn được hắn, nhưng không có nghĩa là thiên tôn bảo khí cũng như thế. Tên thiên tôn kia thừa thắng truy kích, một cái bước xa liền đi tới trước người Ngô Hạo Dương, vung cổ kính, bành, âm thanh trầm đục truyền đến, Ngô Hạo Dương cũng bị một kích này vỗ trúng, trực tiếp úp sấp trên mặt đất nơi này áp chế tu vi kỳ thật nhất bộ thiên tôn không khác gì chuẩn thiên tôn nhiều nhất chính là có thể một mực vận chuyển thiên tôn bảo thuật trường kỳ chiến đấu nhất định có thể thắng hết thảy chuẩn thiên tôn ngô hạo dương vốn có thể không sợ nhưng ai bảo hắn ngông cuồng kết quả bị thiên tôn bảo khí oanh chúng đưa đến trong nháy mắt thảm bại ngày mai tiếp tục tranh tài tên thiên tôn kia nói tất cả mọi người nhìn về phía ngô hạo dương may mắn ra hỏa này bị đập choáng nếu không hiện tại khẳng định phải gọi lật trời tất cả mọi người tản đi bọn người Lăng Hàn phải điều chỉnh một chút, ứng đối chiến đấu ngày thứ hai. Trở lại động phủ của mình, bọn người Vũ Hoàng nhao nhao tới. Tốt lắm, đào thải được họ ngô rồi. Đại hắc cầu cực kỳ hưng phấn, tên kia quá phách lối, không nghĩ tới tiểu hàn tử của chúng ta cũng không yếu, lại có thể làm bị thương thân thể của hắn. Thật đúng là vỏ quyết giày có móng tay nhọn, xuyên sinh thiên tôn cười gật đầu, nếu như không có lăng hàn, như vậy ngô hạo dương tuyệt đối là vô địch, nhưng mà, lăng hàn lại có thể khắc chế hắn. Trái lại, mặc dù khí lực của Lăng Hàn như tiên kim, nhưng ở trước mặt chiến lực thiên tôn cấp lại không phải vô địch, chỉ cần đám người đồ thạch liên thủ, tin tưởng Lăng Hàn không địch nổi khả năng rất lớn. Tin tưởng Ngô Hạo Dương sẽ cực kỳ phiền muộn, tại sao lão thiên gia lại để Lăng Hàn xuất hiện chứ? Lần này, tiểu hàn tử hẳn là có thể nắm vững thắng lợi. Đại hắc cầu cười nói, sau đó giật dây nói, tiểu hàn tử, người có phải nên học ngô hạo dương, ngày mai đánh bay bốn người còn lại, như vậy liền có thể độc chiếm thất sát thất bạo đan, Duyên sinh thiên tôn lập tức lắc đầu, Lăng Hàn cũng không phải ngô hạo dương, hắn chỉ là thân thể như tiên kim, không phải vô địch, nếu như lộ ra ý nghĩ như vậy, vậy khẳng định sẽ bị nhầm vào, ở dưới tứ đại cường giả liên thủ, khả năng bị thua rất lớn. Đồ Thạch, Thích Trường Quân, Trung Nghiên, Thiết Băng Hà, cái nào không phải có thiên tài thể lãnh tụ một thời đại, một đối một Lăng Hàn có thể không sợ, nhưng một đối hai liền miễn cưỡng, một đối ba hẳn là không có sức hoàn thủ. Trường 3071, Đoạt Đan Đại hắc cẩu không khỏi cảm thấy đáng tiếc, nó luôn rất tham. Một ngày trôi qua rất nhanh, tranh tài tiếp tục, Lăng Hàn cũng không nhìn thấy Ngô Hạo Dương, cũng không biết ra hỏa này tỉnh lại chưa, hay cảm thấy mất mặt, không mặt mũi nào ra gặp người. Hắn không quan tâm, hiện tại mục tiêu của hắn là thu hoạch được thất sát thất bạo đan. Tiến vào thiên tôn bảo khí, tranh tài rất nhanh liền tiếp tục. Năm người, đoạt bốn vị trí, ngắn ngủi rằng co, hỗn chiến lập tức bộc phát, Lăng Hàn cũng không có bị nhầm vào, bởi vì hắn không phải ngô hạo dương khí lực vô địch cũng không giống ngô hạo dương hùng hổ dọa người bởi vậy bốn người đồ thạch cũng rất giảng quy củ một ngày hỗn chiến đồ thạch thành cái thứ hai bị loại sắc mặt của hắn rất khó coi kỳ thật cũng không thể nói thực lực của hắn không bằng mà là vừa vặn đánh tới lúc kia hắn bị đánh bay ra ngoài kết quả thời điểm chạy trở về đồng hồ cát đã chảy hết tựa như ngô hạo dương hôm trước không phải vấn đề thực lực càng nhiều hẳn là vận khí quá kém hiện tại còn thừa lại bốn người chỉ cần lại đào thải một cái, lần tranh tài này liền kết thúc. Sẽ là ai chứ, nghỉ ngơi một ngày, ngày tranh tài cuối cùng tiếp tục tiến hành. Tứ đại cường giả rằng có một lúc, chia làm hai đoàn kích xiết, lang hàn chiến thiết trường quân, mà trung nghiên thì chiến thiết băng hà. Chỉ cần trong bọn họ có một người bị thua, ba người còn lại liền có thể trổ hết tài năng. Nhưng mà dùng năng lực của bọn hắn, vận chuyển thiên tôn pháp một ngày cũng không có vấn đề, ở dưới trạng thái như vậy bọn hắn đều cơ hồ là tồn tại chiến lực vô song, ai cũng không áp chế nổi ai. Bởi vậy, một ngày sắp kết thúc, nhưng bốn người lại kịch chiến như cũ. Hạt cát chỉ còn lại có hơn 10 hạt mà thôi, bốn người không còn cầu đánh bại đối phương, mà bỏ mục tiêu vào trên ghế, nhao nhao xung kích. Chiến hạt, banh, 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 bốn người đối oanh, đã không còn là hai hai kịch chiến, mà là bốn người hỗn chiến, chỉ cần chiến lực của ai có chút không bằng liền sẽ bị đánh bay ra ngoài, tự nhiên là bị đào thải đã đến mức này, ai muốn đổ ở một khắc cuối cùng. Bốn người ai cũng tuyệt chiêu xuất hiện nhiều lần, căn bản không quan tâm là ai, chỉ cần bị đánh bay ra ngoài một cái là được. Bảy hạt, năm hạt, ba hạt, thời điểm chỉ còn lại có một hạt cát, bọn hắn ai cũng hổ gầm một tiếng, toàn lực oanh ra đại chiêu. Banh, một đạo ba động khủng bố phun trào, một bóng người cuối cùng bị đánh bay ra ngoài, ba người còn lại lập tức đoạt vị trí. Một hạt cát cuối cùng rơi xuống, tranh tài kết thúc. Quang ảnh lóe lên, có người bị đá ra, là Thiết Băng Hà, nói cách khác, người thắng sau cùng là Lăng Hàn, Chu Nghiên cùng Thiết Trường Quân, xoát xoát xoát, ba người cũng từ trong thiên tôn bảo khí bay ra. Rất tốt, rất tốt, tên thiên tôn kia ở một bên cười gật đầu, chúc mừng các ngươi một đường giết ra, đây là ban thưởng của các ngươi, hy vọng các ngươi có thể giết càng nhiều đại quân của cuồng loạn. Hắn lấy ra một cái bình đan, trước về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn tiếp nhận nói, tạ ơn đại nhân, tên thiên tôn kia mỉm cười đáp ứng, Hắn cũng không dám khinh thường ở trước mặt Lăng Hàn, đối phương có khả năng không cần bao lâu liền có thể ở mặt chiến lược đuổi ngang mình, có lẽ tiếp qua mười mấy ức năm liền đến phiên hắn trái lại gọi đối phương đại nhân. Cho nên, hiện tại chính là thời điểm kết thiện duyên. Vì cái gì phát ban thưởng cho Lăng Hàn đầu tiên, cái này đương nhiên cũng là có cân nhắc. Cái thứ hai cầm được ban thưởng chính là Chu Nghiên, Chu Tiền Bối vì nguyên thế giới mà hy sinh, chúng ta đều vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Tên Thiên Tôn kia trầm giọng nói sắc mặt của trung niên nghiêm nghị, tiếp nhận bình đan. Nhất định sẽ không để cho gia tổ hổ thẹn, người thứ ba đương nhiên là thích trường quân, tên thiên tôn kia vươn tay, đưa bình đan tới. Xoát, đúng lúc này, chỉ thấy một vệt ánh sáng đột nhiên vẽ tới, tốc độ nhanh đến kinh người. Ai có thể nghĩ tới, lúc này lại có người đánh lén. Tên thiên tôn kia phản ứng nhanh nhất, lấy tay vỗ tới đạo quang mang, nhưng khi bàn tay đập tới, tia sáng kia lại không chút nào bị ảnh hưởng tiếp tục bay vụt tới. Ngô Hạo Dương, thấy cảnh này, tất cả mọi người thầm nói một cái tên. Quả nhiên, quang ảnh hóa thành bộ dáng của Ngô Hạo Dương, hắn đưa tay, chộp tới đan bình trong tay tên thiên tôn kia. Tê, gia hỏa này lại cưỡng đoạt thất sát thất bạo đan. Tất cả mọi người chấn kinh đến tê cả ra đầu, gia hỏa này cũng quá to gan lớn mật đi, lại dám giặt đồ trong tay thiên tôn. Hơn nữa, đây chính là ngoại vực chiến trường, không tuân kỷ pháp. Có thể chém giết, chỉ là cái này quá ngoài dự đoán của mọi người, ai cũng không có đề phòng, Ngô Hạo Dương một chiêu thoảng qua tên Thiên Tôn kia, hắn đã thành công chín thành, tay lại chảo một cái, đan bình đã rơi vào trong tay hắn. Hắn còn không vừa lòng, lại bắt tới Chu Nghiên, muốn đoạt một viên bảo đan. Hừ, Lăng Hàn xuất thủ, đấm ra một quyền, đợi ta đột phá chuẩn Thiên Tôn, lại đến chiến ngươi. Ngô Hạo Dương thét dài một tiếng, cũng không ham chiến, xoay người rời đi. Không được chạy, tên Thiên Tôn kia nổi giận, cô lấy cổ kính truy kích, nếu thật để cho Ngô Hạo Dương chạy mặt của hắn cũng mất hết. Đan dược của ta, thích trường quân cũng giận tím mặt, đuổi theo. Chỉ là tốc độ của Ngô Hạo Dương hiển nhiên nhanh hơn bọn hắn, hoặc là nói, khí lực của hắn qua biến thái, chỉ cần cẩn thận một chút, đừng bị thiên tôn bảo khí đánh trúng, hắn ở chỗ này liền vô địch. Ngoại trừ lăng hàn, một lúc sau, chỉ thấy tên thiên tôn kia cùng thích trường quân trở lại, sắc mặt ai cũng tái xanh. Nhưng chuyện này không có dễ dàng kết thúc như vậy, Ngô Hạo Dương cũng quá không tưởng nổi, tên thiên tôn kia lập tức báo cáo, yêu cầu ngô gia phối hợp bắt ngô hảo dương đưa tới thực thi quân pháp ngô gia đáp lại rất nhanh nhưng cũng không nhằm vào ngô hảo dương mà là chuyển giao tới một đạo thần niệm của lão tổ ngô trí hồng ha ha tiểu gia hỏa thực biết hồ nháo cũng chỉ là một câu như vậy mà thôi đây là một vị thất bộ thiên tôn phán định việc này hồ nháo nếu là hồ nháo cái kia còn có cái gì phải truy cứu ai dám bốc lên phong hiểm đắc tội một vị thất bộ thiên tôn đi bắt ngô hảo dương Quy củ là dùng để phá hư, mà Thất Bộ Thiên Tôn liền có tư cách phá hư quy củ, chỉ cần Thất Bộ Thiên Tôn khác không lên tiếng, vậy hắn chính là trời, chính là đất, chính là luật pháp, chính là đạo lý. Chương 3072, tiến lên chuẩn Thiên Tôn. Việc này không giải quyết được gì, sau khi Lăng Hàn biết được, đầu tiên là kinh ngạc một chút, khó trách Ngô Hạo Dương dám phách lối như vậy, một là xác thực có năng lực, hai là có gia tộc ở sau lưng chống đỡ sông họa lớn như thế cũng có thể điềm nhiên như không có việc gì, thật đúng là để hắn mở rộng tầm mắt. Hắn chỉ nghĩ một chút liền không đi xoắn suýt việc này, dù sao cùng Ngô Hạo Dương chiến đấu, hắn đã chiếm thượng phong, muốn hận cũng là Ngô Hạo Dương hận hắn. Tăng thực lực lên trọng yếu nhất, Lăng Hàn lập tức bế quan, hắn muốn luyện hóa thất sát thất bạo đan, nếu không Ngô Hạo Dương đột phá, hắn lại không có, như vậy dùng tính cách của Ngô Hạo Dương, nhất định sẽ đánh bại hắn trước mặt mọi người, trà đạp đủ kiểu. Hắn ăn thất sát thất bạo đan, luyện hóa dược lực. Vừa ăn đan dược vào ngược lại không có phản ứng gì, nhưng khi dược lực tan ra, thời điểm vận chuyển ở trong cơ thể hắn, lăng hàn cảm giác được không ổn. Dược lực vô cùng đáng sợ, giống như đao nhọn khoét lấy thân thể của hắn, còn có linh hồn, muốn sinh sinh xé nát hắn. Thất sát thất bạo, chính là cần trải qua 7 lần sát kiếp, 7 lần thần trí cuồng bạo, chịu nổi, mới có thể thu được tăng lên. Ba, 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 trên thân lăng hàn, từng khối thịt rớt xuống. Hắn là tiên kim thể, nhưng bây giờ lại không hề có tác dụng, rơi liềng xiềng xuống đất, rất nhanh liền để hắn trở thành một huyết nhân. Nhưng khung xương của hắn lại càng kiên cố hơn, không có bị dược lực phá hủy, có quang hoa trong suốt quấn quanh, trái tim còn ở trong khung xương, hữu lực nhảy lên. Hắn vận chuyển bất diệt thiên kinh, từng phù văn màu vàng hiển hiện, một lần nữa diễn hóa thành huyết nhục của hắn. Dòng dã ba ngày sau, hắn cuối cùng vượt qua, lập tức, tu vi bắt đầu bão táp. Hắn dâng lên một cảm giác vô địch, hận không thể đánh bại cường giả thiên hạ độc lập nhất thế hắn muốn chiến đấu chiến đấu chiến đấu trong lòng lăng hàn giật mình hắn là chịu đựng qua một lần sát kiếp lại trở nên cuồng bạo đây là một kiếp khác hắn vội vàng thủ bản tâm dùng đại nghị lực đại ý chí đè xuống dạng cuồng bạo này lại ba ngày hắn vượt qua nhưng mà dược lực lần nữa trở nên cuồng bạo huyết nhục trên người hắn lần nữa nhao nhao rơi xuống thức hải phảng phất như muốn bị xé mở để hắn khó chịu muốn chu lớn lần này càng thêm gian nan cũng may trước đó lăng hàn liền trải qua vô số lần cực khổ mặc dù cái này cực kỳ khó chịu nhưng còn chưa đủ đánh vỡ cực hạn của hắn ba ngày sau dược lực trở nên dịu dàng ngoan ngoãn lăng hàn lại nghênh đón một đợt tu vi căng vọt nhưng ngay sau đó hắn lại trở nên cuồng bạo không ngừng tuần hoàn sau năm lần ngay cả dùng thần kinh của lăng hàn cũng có chút không thể chịu được đợt dược lực cuồng bạo thứ sáu lại tới tạp 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 lần này xương cốt của hắn hiện ra vết rạn cực kỳ đáng sợ Thật vất vả vượt qua, tu vi của hắn tiêu thăng, vọt thẳng đến tầng 9 đỉnh phong. Cũng đã sớm nói, hắn trên thực tế là chuẩn thiên tôn, chỉ là người ta từ một điểm khởi bước, hắn thì là từ không, 001, mà tới lúc này, hắn căn bản không cần bất kỳ trình tự, tự nhiên liền thành chuẩn thiên tôn. Bang, thiên địa tỏa ra cảm ứng, có thiên kiếp muốn tới. Lăng Hàn ngược lại không sợ thiên kiếp, hiện tại hắn là tiên kim thể, xem như ngồi, nằm nghênh kích thiên kiếp cũng được, nhưng mấu chốt là thời gian này có chút không đúng dưới tác dụng của dược lực lăng hàn lại trở nên cuồng bạo mà thiên kiếp rơi xuống oanh kích hắn làm cho hắn thật không tính hạ tâm lai được trở nên nóng nảy bất an hắn phát lên một cảm giác bạo ngược muốn đổ diệt thiên hạ tán cho ta hắn cường thế oanh kích lấy thiên kiếp tóc đen loạn vũ hai mắt xích hồng giống như phong ma muốn khống chế ta không có khả năng lăng hàn thét dài gân xanh nhảy lên nhưng ánh mắt của hắn lại khôi phục thanh minh hắn cả đời chiến đấu vô số lần ý chí như sắt há có thể đổ ở nơi này. Ba ngày sau, Lăng Hàn rốt cục vượt qua, một lần cuồng bạo cuối cùng cũng tới. Xương cốt của Lăng Hàn lập tức vỡ vụn, hắn vận chuyển bất diệt thiên kinh, cưỡng ép kết nối xương cốt, nhưng dược lực tàn phá, xương cốt phục nát. Hắn không ngừng tái diễn quá trình này, thật sự là kém chút chết mất. Sau đó, thần trí của hắn lần nữa cuồng bạo, ba ngày nữa, trên mặt Lăng Hàn khôi phục bình tĩnh, hai mắt mở ra, một mảnh thanh minh. Rốt cục vượt qua được, Lăng Hàn nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ nếu hiện tại lại cho hắn một viên thất sát thất bạo đan, hắn sẽ ăn sao? Hắn không thể khẳng định, từ khát vọng đối với thực lực, hắn chọn phục dụng, nhưng nghĩ tới trước đó hơn một tháng trải qua đau đớn thê thảm, hắn lại có một loại kiêng kỵ vĩnh viễn không dùng loại đan dược này. Ha ha, xoắn suýt loại chuyện nhàm chán này làm gì, lại không có viên thất sát thất bạo đan thứ hai. Lang Hàn lắc đầu, hắn nội thị bản thân, chỉ thấy tiên trùng trải qua 9 lần lột xác, hóa thành một tiểu nhân, dáng dấp rất giống hắn, xếp bằng ở trong thức hải, trên người có hỗn độn khí lưu chuyển, dáng vẻ trang nghiêm. Hắn lại thử nghiệm câu thông hư tử, tiên trùng tiểu nhân câu thông thiên địa, không cần hắn ra chỉ thiên tôn ký hiệu, hư tử lấy tay liền tới, tiến vào trong cơ thể của hắn, lưu chuyển, tăng lên thể thuật. Lăng Hàn giật mình, khó trách phải đạt tới tầng 9 đỉnh phong mới có tư cách xung kích chuẩn thiên tôn, bởi vì tiên trùng cử biến, câu thông lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Đương nhiên, Lăng Hàn đã sớm câu thông được hư tử, sớm hoàn thành quá trình này, bởi vậy hắn chỉ cần duỗi tay là được. Đổi một tiên vương tầng 9 đỉnh phong khác, khả năng một đời một thế cũng không thể cảm ứng được lực lượng độc nhất vô nhị của vị diện, huống chi là lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới. Tựa như Lăng Hàn, hắn rõ ràng cảm ứng được hư tử, lại không cách nào cảm ứng được lực lượng độc nhất vô nhị của viêm xương vị diện, cũng không cách nào cảm ứng được năm loại lực lượng bản nguyên khác. Mỗi loại lực lượng đều có tính chất biệt lập, trở ngại cảm ứng lực lượng khác. Cho nên, cảnh giới càng cao, tăng lên càng khó. Lăng Hàn dâng lên minh ngộ, trong đầu hắn lại hiển hiện thiên tôn ký hiệu, tốc độ rút ra hư tử lập tức tăng lên một chút. Hiện tại, hắn rốt cuộc là chuẩn thiên tôn chân chính, rút ra hư tử không cần lại cẩn thận từng ly từng tí, cảnh giới đến, nước chảy thành sông. Đáng tiếc, chiến lực cũng không có biến hóa long trời lở đất. Trường 3073, đại chiến có 102. Lăng Hàn lắc đầu, đột phá chuẩn thiên tôn chỉ cho hắn mở ra hạn mức cao nhất tiếp tục tăng lên thể thuật, Tựa như Tiên Vương tầng 9 khác đột phá chuẩn Thiên Tôn, chỉ có thể bắt đầu tu luyện thể thuật mà thôi, nhưng muốn chân chính thể hiện ở trên chiến lực, lại là sự tình thật lâu về sau. Hiện tại hắn tăng lên chủ yếu đến từ thất sát thất bạo đan, bản thân nha, còn cần thời gian tích lũy. Bất quá, hẳn là có thể chiến với Thiên Tôn một trận. Lăng Hàn cười nói, bởi vì hiện tại hắn đã có thể vô hạn vận chuyển Thiên Tôn bảo thuật, không còn thời gian hạn chế. Lăng Hàn, cút ra đây chiến một trận, bên ngoài Thanh âm của Ngô Hạo Dương lần nữa vang lên. Thật đúng là âm hồn bất tán, bang, 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 thanh âm chiến đấu một đường truyền vào, Lăng Hàn nhướng mày, lập tức xông ra ngoài. Chỉ thấy Vũ Hoàng, Nữ Hoàng, Duyên Sinh Thiên Tôn, Đại Hắc Cẩu đều ngăn cản Ngô Hạo Dương, nhưng đối mặt khí lực của hắn, lại không người có thể làm được. Cho nên, Ngô Hạo Dương một đường đột tiến, không thể ngăn cản. Lăng Hàn, nhìn thấy Lăng Hàn, hai mắt Ngô Hạo Dương lập tức sáng lên, chiến ý trùng thiên. Hừ! lăng hàn căn bản không đáp lời trực tiếp xông lên động thủ thân nhân bằng hiếu là nghịch lân của hắn ai cũng không thể động ngô hạo dương tự nhiên không sợ đồng dạng dương động xong quyền đánh tới lăng hàn bây giờ trên người hắn đã không có chín đạo dị sắc quấn quanh nói rõ hắn giống như lăng hàn cũng bước vào chuẩn thiên tôn oanh 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 hai đại thiên kiêu lập tức đánh lên bầu trời sau đó bạo phát chiến lực ai cũng dùng thiên tôn bảo thuật đối oanh tiến lên chuẩn thiên tôn bọn hắn có được năng lực giống như thiên tôn chân chính, cái kia chính là có thể không hạn chế vận chuyển thiên tôn bảo thuật. Bởi vậy, mặc dù chiến lược thông thường của bọn hắn tăng lên không lớn, nhưng nếu tính cả thiên tôn thuật, vậy bọn hắn quá kinh khủng. Chiến đấu này động tính quá lớn, dẫn tới từng người nhao nhao ra xem xét động tính, phát hiện lăng hàn cùng ngô hạo dương kịch chiến, mỗi một cái đều động dung. Nhưng mà, hai người đều có tiến bộ, đồng thời bước vào chuẩn thiên tôn, thực lực tăng lên sai kém không nhiều, bởi vậy, giống như lúc trước ở trong thiên tôn bảo khí chiến đấu, bọn hắn vẫn là người thắng không được ta, ta cũng ép không được ngươi. Lần này lại là Lăng Hàn không chịu bỏ qua, hắn không sợ khiêu chiến, nhưng Ngô Hạo Dương lại đánh tới trong nhà hắn, kém chút đả thương bọn người nữ hoàng, cái này để hắn không thể nhịn. Hắn muốn đánh bạo hỗn đản này, kịch chiến tiếp tục, ngay cả hai vị thiên tôn chấn giữ nơi đây cũng không xuất thủ ngăn cản, bởi vì bọn hắn xuất thủ cũng vô dụng, căn bản không ngăn cản được. Hiện tại Lăng Hàn cùng Ngô Hạo Dương đã không kém gì thiên tôn chân chính, cộng thêm Ngô Hạo Dương còn cổ quái như vậy, vạn nhất bị đối phương phản tổn thương, vậy mình còn có mặt mũi sao? Một ngày, hai ngày, mười ngày, một tháng, hai đại thiên tài một mực chiến đấu, tình hình chiến đấu một mực vô cùng kịch liệt, ai cũng không nói muốn dừng tay, đều có lý do cùng kiên trì không đánh bại đối phương không thể. Phía dưới đều ngạc nhiên, hai chuẩn thiên tôn, lại ở trong một tháng một mực duy trì chiến lược thiên tôn cấp, cái này khủng bố cỡ nào? đám người đồ thạch thiết băng hà cũng chỉ có phần lắc đầu xem ra bọn hắn chỉ có trở thành nhị bộ thiên tôn mới có thể cùng hai người kia tranh nhau phát sáng không thể không phục chiến đấu đến tháng thứ hai đột nhiên một tiếng rít phá vỡ yên tĩnh địch tập địch tập đại quân của cuồng loạn lại tới đám người vội vàng làm ra chuẩn bị lên đầu thành thì lên đầu thành không lên thì ở phía dưới trông coi nghênh kích cá lọt lưới nhưng lăng hàn còn cùng ngô hạo dương đánh hiện tại ở trong mắt hai người đã không có những người khác chỉ có lẫn nhau tồn tại. Oanh, đại quân của cuồng loạn đã đánh tới, tường thành lập tức phát sáng, đánh ra công kích, đây chính là một kiện đại sát khí. Từng mảnh từng mảnh quân đội ngã xuống, mạnh như chuẩn thiên tôn cũng không chịu nổi một kích. Nhưng mà, luôn có cá lọt lưới giết tới, có rơi vào thành, có mấy cái lại giết tới bầu trời, công kích về phía lăng hàn cùng ngô hạo dương. Bị công kích, lăng hàn mới từ trong chiến ý cuồng bạo tỉnh táo lại, ánh mắt của hắn quét qua, chỉ thấy phái dưới lít nha lít nhít đại quân, đầy khắp núi đồi, căn bản trông không đến cuối cùng. Hắn cải biến tâm ý, Ngô Hạo Dương, về sau chúng ta tái chiến. Hưu, thân hình hắn rơi xuống, vọt vào trong đại quân cuồng loạn, song quyền oanh ra, triển khai giết chóc. Đừng chạy, Ngô Hạo Dương lập tức đuổi theo. Hai người đồng thời bay ra ngoài thành, rất giống dây nhập đàn sói, lập tức bị quần công. Lan đi, Ngô Hạo Dương lạc hậu một bước, cùng Lăng Hàn cách xa nhau chỉ ít mấy chục dặm, mà đoạn khoảng cách này lại có bao nhiêu đại quân của cuồng loạn. Hắn giống to, giết về phía lăng hàn, bành bành bành, song quyền liên tục, oanh sát toàn bộ đại quân của cuồng loạn trên đường đi. Tốc độ của lăng hàn càng không chậm, tay trái triển khai ngũ hành lôi thuật, tay phải thì cầm tiên ma kiếm, còn ra chỉ cửu hóa thiên kinh, hắn giết càng mạnh hơn. Cái này không phải dây nhập đàn sói, rõ ràng là hai hùng sư tiến vào bầy cửu a, chỉ có bọn hắn đại khai sát giới. Bọn hắn thật sự là quá mạnh, chuẩn thiên tôn ngay cả tư cách ăn một kích của bọn hắn cũng không có. đây là tự nhiên, Chiến lược của bọn hắn nguyên bản có thể quét ngang chín thành chín chuẩn thiên tôn, hiện tại càng gia trì thiên tôn bảo thuật, vậy khẳng định càng thêm như bức. Ông, sóng ánh sáng của tường thành lao qua, lập tức, từng mảnh đại quân của cuồng loạn như lúa mạch ngã xuống. Hơn nữa, sóng ánh sáng này không phân rõ địch ta, Lăng Hàn cùng Ngô Hạo Dương cũng ở trong phạm vi công kích. Ngô Hạo Dương thân hóa quang mang, sóng ánh sáng trào lên, đối với hắn không hề ảnh hưởng, mà Lăng Hàn cũng không kém nhiều, hắn vận chuyển bất diệt thiên kinh trên thân kết xuất từng đạo phù văn màu vàng, miễn cưỡng ăn công kích. Ánh sáng có thể miểu sát chuẩn thiên tôn, lại không có tạo thành một chút xíu tổn thương với bọn hắn. lang Hàn thét dài một tiếng, tiếp tục triển khai giết chóc, tiên ma kiếm chém ra kiếm khí dài mấy trăm trượng, lực phá hoại cũng không kém sóng ánh ánh sáng, dưới một kiếm, chỉ ít mười mấy con quái vật bị chém đứt. Mới mười mấy con là bởi vì những quái vật này quá lớn, nếu như chỉ lớn nhỏ như người bình thường, một kiếm kia sẽ chết hơn trăm ngàn. Dù như thế, Lăng Hàn cũng hóa thân thành sát thần. So giết địch sao, Ngô Hạo Dương lộ ra không vui, chương 3074, gần như không có khả năng. Ta cái gì cũng sẽ không yếu hơn ngươi, hắn còn truy Lăng Hàn, nhưng trọng tâm lại đặt ở trên giết địch, muốn dùng phương thức như vậy phân cao thấp với Lăng Hàn. Hai người điên cuồng như vậy, để người trên thành kinh ngạc đến ngây người, ngay cả hai đại thiên tôn cũng nhịn không được khóe miệng co giật. Nếu như đổi lại là bọn hắn hạ tràng, chiến lực sẽ không thua Lăng Hàn hoặc Ngô Hạo Dương, nhưng lực phòng ngự tuyệt đối không bằng, chẳng mấy chốc sẽ bị đánh cho trốn trở về. Nhưng Lăng Hàn cùng Ngô Hạo Dương đều có phòng ngự cực mạnh, hoàn toàn chịu đựng được chuẩn thiên tôn vây công, sáng tạo ra chiến tích ngay cả thiên tôn cũng chỉ có thể chừng mắt. 7 ngày sau, đại quân rút lui, Lăng Hàn đến chiến, Ngô Hạo Dương lại giống đánh tới Lăng Hàn, Lăng Hàn đương nhiên sẽ không lùi bước, xoay người lại tái chiến Ngô Hạo Dương. Điên rồi, đúng là điên, người trong thành đều tê cả ra đầu, Bọn hắn trải qua một trận chiến như thế, ai cũng thể xác và tinh thần mệt mỏi, muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nhưng Lăng Hàn cùng Ngô Hạo Dương trước đó ở trong đại quân chém giết, khẳng định càng mỏi mệt hơn bọn hắn, hiện tại lại lẫn nhau chơi lên, cái này để người ta làm sao tiếp nhận. Hai tên biến thái, nhưng mà, càng làm cho đám người giật mình là, sau 11 ngày, hiện bảng lần nữa đổi mới, Ngô Hạo Dương trực tiếp giết lên bảng. Một trận chiến liền lên hiện bảng, phải biết, cái thống kê này là toàn bộ chiến tích trong trăm vạn năm a. Ngô Hạo Dương xếp ở vị trí thứ 362, giết 1986 chuẩn thiên tôn, 38.427 tiên vương tầng 9. Càng kinh khủng chính là Lăng Hàn, hắn đương nhiên vẫn là thứ nhất, nhưng giết chuẩn thiên tôn số lượng đã bão tố đến một vạn ba ngàn, tiên vương tầng 9 càng đạt đến hơn 5 vạn. Sứt bỏ Lăng Hàn lần thứ nhất trực tiếp đăng đỉnh hiện bảng, hiện tại chiến tích của hai người này tùy tiện cầm một cái ra cũng là kỳ tích. Một trận chiến giết một hai chuẩn thiên tôn, cái này ai có thể tin tưởng nhưng ai bảo hai người này đều vô cùng phi phạm trực tiếp nắm giữ lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới cái này đối với chuẩn thiên tôn mà nói chính là ưu thế nghiền ép lại thêm một cái lực phòng ngự siêu cường một cái khác càng chư lực không dính đều là quái vật đánh không chết mới có dạng thành tựu vĩ đại này có lẽ tiếp qua mấy trăm kỷ nguyên chiến tích của bọn họ cũng không có người phá được lúc trước vì cái gì lâm u liên tân khí hổ không có mạnh như vậy rất đơn giản Lúc ấy bọn hắn đều không có ở thời điểm đại quân công thành sát tướng ra ngoài, số lượng giết địch làm sao so sánh với Lăng Hàn, Ngô Hạo Dương. Lăng Hàn cùng Ngô Hạo Dương vẫn còn đang đánh, hai người đều đánh ra chân hỏa, nhất định phải phân ra một cái cao thấp, quyết ra một cái thắng bại. Đến cuối cùng, đám người cũng đã quen, nhiều người càng không kiên nhẫn, lười chú ý, dù sao mình tu hành trọng yếu nhất, xem náo nhiệt có thể làm được cái gì. Bất quá, người vây xem vẫn rất nhiều, hai đại thiên tài va chạm nhìn khẳng định có thể có cảm mộ Trận chiến này thật đúng là không dứt, bọn hắn đều thuộc về tính cách tranh cường háo thắng, nhất là đối thủ càng cường đại, bọn hắn càng muốn chiến thắng. Mười năm, trăm năm, thời gian cứ như vậy vội vàng mà qua, trong lúc đó đại quân của cuồng loạn lại phát động mấy lần tiến công, lại như cũng không thể ngăn cản được bọn hắn, chỉ là ở thời điểm đại quân đột kích, hai người không hẹn mà cùng đi giết đại quân của cuồng loạn. Một ngàn năm, hiện bảng lần nữa đổi mới, vị trí số một của Lăng Hàn chẳng những không thể lay động, thậm chí xếp hạng ở trên tổng bảng cũng nhảy lên một mảng lớn. Ngô Hạo Dương xếp hạng đi thẳng tới thứ bảy, tin tưởng lần tiếp theo lại đổi mới, hắn sẽ là lão nhị. Lại chiến 300 năm, bọn hắn rốt cuộc dừng tay, nhưng không có riêng phần mình thối lui, mà ở một bên ngồi xếp bằng, tiêu hóa cảm ngộ trong chiến đấu. Đánh tới hiện tại, bọn hắn cũng biết bằng vào thực lực hiện hữu không có khả năng chiến thắng đối thủ, bởi vậy, bọn hắn chỉ có sáng tạo ra tuyệt chiêu mạnh hơn, mới có thể thắng thượng phong, thậm chí nghiền ép đối thủ mười mấy năm sau lăng hàn bỗng nhiên mở hai mắt ra nhảy lên một cái một bên khác ngô hảo dương cũng như thế hai người này thật sự là quá thiên tài lại vô cùng tiếp cận tái chiến oanh 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 bọn hắn kịch liệt pha chạm lần này sức chiến đấu của bọn họ đều có tăng lên đánh cho càng thêm điên cuồng nhưng vẫn khó phân ra cao thấp lại đánh hơn hai trăm năm bọn hắn lần nữa dừng lại ngồi xếp bằng xuống minh tư khổ tưởng mười mấy năm sau bọn hắn tái chiến như thế không ngừng rất nhanh lại nghênh đón một ngàn năm mới, quả nhiên, hiện bảng đổi mới, Ngô Hạo Dương xếp tới thứ hai, nhưng chiến tích của hắn cùng Lăng Hàn tranh lệch lại càng lớn hơn. Không có cách, Lăng Hàn tay cầm thiên tôn bảo khí, lực phá hoại còn cao hơn Ngô Hạo Dương rất nhiều lần. Không ai nghĩ được, cái này chỉ là Lăng Hàn cùng Ngô Hạo Dương bắt đầu điên cuồng, lại ngàn năm trôi qua, vị trí của hai người ở trên hiện bảng cố nhiên không người nào có thể dung chuyển, rất nhanh Ngô Hạo Dương cũng giết vào tổng bảng, bắt đầu hát vang tiến mạnh. Thoáng chấp mắt, Liên bảy vạn năm qua đi, Lăng Hàn đã đạt đến thứ 34 trên tổng bảng, mà Ngô Hạo Dương cũng đạt tới 99, hai người liên thủ sáng tạo ra chiến tích càng thêm kinh người hơn Tân Khí Hổ, Lâm U Liên, khả năng vĩnh viễn không có ai siêu việt. Lúc này, bọn hắn rốt cục ngừng chiến, hai người đều biết, muốn ở giai đoạn chuyển thiên tôn áp đảo đối phương là không thể nào, bởi vậy, bọn hắn muốn so xem ai sớm hơn đột phá thiên tôn, hoặc là nhị bộ thiên tôn, tam bộ thiên tôn. Mặc dù trong lòng không muốn nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận, đối phương đúng là kình địch của mình, mà có đối thủ như vậy, sẽ khích lệ bọn hắn tiến bộ càng nhanh. Trở lại động phủ của mình, Lăng Hàn lập tức tiến hành một lần bế quan thời gian dài. Hắn muốn triệt để tiêu hóa lần chiến đấu dài rằng giặc này mang tới cảm ngộ, đồng thời, hắn muốn tìm một biện pháp, làm như thế nào chiến thắng Ngô Hạo Dương. Làm từng bước một, hắn không có khả năng siêu việt đối phương, bởi vì thiên phú, tài tình của Ngô Hạo Dương hoàn toàn không kém hắn, Thậm chí đối phương còn có một gia gia là Thất Bộ Thiên Tôn, đây là lang hàn không bằng. Cho nên, Lang Hàn muốn chiến thắng đối phương, nhất định phải thay biện pháp. Hắn muốn ở trên tốc độ tu luyện vượt qua Ngô Hạo Dương, cái này thực sự không có khả năng, cùng thế lực Thất Bộ Thiên Tôn so tích lũy so nội tình, đây không phải đùa giỡn sao? Chương 3075, xin phép nghỉ một. Cái thứ hai là nghĩ biện pháp để cho mình ở cảnh giới giống nhau càng thêm cường đại. Làm sao bây giờ? Kỳ thật Lăng Hàn sớm có ý nghĩ như vậy, chỉ là cảnh giới chưa tới, thứ hai còn không gặp được đối thủ mạnh mẽ, bởi vậy một mực chỉ có khái niệm thô sơ giản lược. Lăng Hàn đánh chủ ý tới vị diện vô tận của nguyên thế giới. Hắn dĩ nhiên không phải muốn thôn vệ những vị diện này, mà là muốn ngộ lực lượng độc nhất vô nhị của những vị diện này, sau đó dung hợp, trở thành nhất bộ thiên tôn mạnh nhất. Cái này nói đơn giản, nhưng từ xưa đến nay lâu như vậy, tuyệt đối không có khả năng chỉ có một mình hắn nghĩ tới, vì cái gì từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công qua là độ khó quá lớn hay không biết rõ từ đâu ra tay hoặc căn bản không có khả năng lang hàn tiêu hóa chỗ tốt xong liền đi gặp duyên sinh thiên tôn cùng hắn thương thảo khả năng như vậy bất quá duyên sinh thiên tôn cũng không biết hắn đến từ tiên vực vị diện trước kia chỉ biết còn có một dị vực căn bản không nghĩ tới phương diện này xem ra phải thỉnh giáo đại nhân vật như chu hằng lâm tiêu dương thậm chí lâm lạc mới có thể đạt được đáp án chỉ là đại nhân vật như vậy là hắn muốn gặp liền có thể nhìn thấy sao. Lăng Hàn lùi lại mà cầu việc khác, trở về thiên hạ đệ nhất phó Việt. Hắn muốn tìm ngõ lý, tri thức của gia hỏa này vô cùng uyên bác, càng có được năng lực tính toán, phân tích, thôi diễn siêu cường, có lẽ sẽ cho hắn kinh nghỉ không tưởng tượng được. Mấy chục năm sau, hắn về tới thiên hạ đệ nhất võ Việt. Chỉ qua mấy vạn năm, đối với võ viện mà nói, giống như là hôm qua, không có một chút xíu biến hóa. Lăng Hàn xông trận tiến vào võ viện, rất nhanh liền tìm được ngõ lý, gia hỏa này đang ra sức luyện hóa tiên kim, đây là phương thức tu luyện của hắn. Lăng Hàn đột nhiên nghĩ đến, có khả năng có một ngày thân thể của ngõ lý trở nên giống như thiên tôn bảo khí hay không? Ngõ lý ngay cả thân huynh đệ cũng tính sổ sách, muốn hắn làm việc, tự nhiên phải bỏ tiền. Vì thế, Lăng Hàn cho ra hơn 100 khối tiên kim, rất nhiều đều là nợ, hiện tại hắn cầm không ra nhiều tiên kim như vậy, mà danh dự của hắn không tệ, lại có thể nói là khách hàng lớn, ngõ lý mới có thể cho phép hắn trước thiếu. Ngõ lý bắt đầu thôi diễn, trên người có ánh sáng sáng tắt không ngừng, nhưng mà, cái đẩy diễn này lại kéo dài đến 11 vạn năm. Lăng Hàn ở một bên chờ một bên tu luyện, nếu không phải nhìn ngõ lý còn sáng tối chập chờn, hắn cũng hoài nghi đối phương phải chăng đã chết. Độ khó cực kỳ cao, nhưng vẫn có 3.7% vạn ức khả năng thành công. Ngõ lý rốt cục mở miệng, 3.7 phần của trăm vạn ức, Lăng Hàn không biết ngõ lý là làm sao tính ra cái tỷ lệ này, nhưng hắn biết đây là xác suất thành công đến gần vô hạn bằng không. Khó trách từ xưa đến nay chưa từng có ai thành công. Ngõ lý dừng một chút, lại nói, bất quá, cân nhắc đến người đã cầu thông đến năng lượng hư tử, ở dưới năng lượng hư tử bài xích, cái tỷ lệ này còn sẽ hạ xuống bốn lần. Lăng Hàn trợn trắng mắt, đây không phải là ngay cả một phần ước tỷ cũng chưa tới sao. Vô hạn là không, đây là chuyện hoàn toàn không thể nào sao. Lăng Hàn trầm tư, tiền đồ của hắn kỳ thật một mảnh quang minh, chỉ cần làm theo từng bước, như vậy hắn có thể trở thành nhất bộ thiên tôn mạnh nhất, thẳng đến nhị bộ thiên tôn, ưu thế của hắn mới có thể biến mất. Có thể trở thành thiên tôn, lại có cái nào không phải thiên tài tuyệt diễm, cùng giai muốn thắng đối thủ. Khó, hiện tại, Lăng Hàn có được ba loại thiên tôn bảo thuật, lại được năng lượng hư tử rèn luyện, chiến lực có thể nghiền ép hết thảy chuẩn thiên tôn, cùng nhất bộ thiên tôn chân chính đối chiến cũng sẽ không lỗ. Nhưng mà, dạng yêu thế này chỉ có thể tiếp tục đến nhị bộ sau nhị bộ hắn liền giống những người khác từng bước một đi tới có thể trước nắm giữ sáu loại lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới cuối cùng mới đi nắm giữ lực lượng độc nhất vô nhị của một vị diện hay không lang hàn hỏi ngõ lý nếu như cái này có thể đi thông như vậy hắn có thể bảo trì ưu thế đến lục bộ thiên tôn đợi thời điểm đến thất bộ toàn bộ nguyên thế giới ở trong một bàn tay hoặc là hai cánh tay là có thể đếm rõ vậy coi như chiến lược ngang hàng lại như thế nào ngõ lý lắc đầu ngươi trở thành thiên tôn nghĩ quay đầu lại cảm ngộ lực lượng bản nguyên của thế giới này đã cực kỳ khó khăn, dù chỉ là nhiều thêm một loại, người cũng không có khả năng lại cảm ứng được lực lượng bản nguyên của thế giới này, lục bộ chính là cực hạn của ngươi. Cái này không có ý nghĩa, vô địch trước thất bộ, nhưng vĩnh viễn không đạt được thất bộ, đây không phải là xong đời. Đổi một người, lục bộ thiên tôn còn chưa đủ nghiêu bức sao. Nhưng mục tiêu của Lăng Hàn là nhìn chằm chằm vào thất bộ. Hắn muốn trở thành mạnh nhất, nói cách khác, ta muốn vô địch, cũng chỉ có đi đụng một cơ hội một phần ức tỷ kia. Lăng Hàn cao mày nói, là chưa tới một phần ức tỷ, ngõ lý cải chính, Lăng Hàn nhìn hắn, lúc này ngươi có thể đừng chăm chỉ như thế hay không? Tốt, Lăng Hàn đột nhiên tăng lên lòng tin, coi như chỉ có tỷ lệ đáng thương như vậy, hắn cũng muốn thử một chút. Trước đó, lực lượng độc nhất vô nhị của vị diện là yếu nhất, ngươi nhìn, đồng dạng là chuẩn thiên tôn, hắn, ngô hạo dương, lâm u liên, tân khí hổ cường đại cỡ nào, nghiền ép chuẩn thiên tôn khác dễ như trở bàn tay. Không khác, bởi vì bọn hắn dùng hư tử hoặc lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới khác rèn luyện ra thể thuật, mà dảo bước tiến lên nhất bộ, bọn hắn còn có thể bảo trì ưu thế, thậm chí mở rộng. Nhưng nếu như có thể dung nạp lực lượng của hai vị diện thì sao? Thậm chí ba cái, 10 cái, 100 cái, cái kia còn sẽ thua năng lượng hư tử sao? Chất không được, liền dùng số lượng bổ sung, nói theo một ý nghĩa nào đó, đây là muốn trở thành bát bộ, cửu bộ, thập bộ thiên tôn. Lang Hàn cùng ngõ Lý Thương thảo một chút chi tiết về vấn đề này, sau đó hắn rời võ viện. Lúc đầu hắn muốn giải quyết thù cũ, trước lôi phụ tử Ngự Hư Tiên Vương ra đánh một trận, nhưng không có phát hiện hai người này tồn tại, tựa như là đi ngoài vực chiến trường, nhưng giống như không có nhìn thấy ở tầng thứ nhất. Chẳng lẽ Ngự Hư Tiên Vương đã thành tiểu thiên tôn? Chương 3076, xin phép nghỉ hai. Đây không thể không có khả năng Ngự hư này yêu nghiệt kỳ thật không kém duyên sinh thiên tôn, chỉ là thiếu chút cơ duyên mới không có bước ra một bước kia. Nhưng cho dù ở tiên vực vị diện, hắn cách đột phá thiên tôn kỳ thật cũng không xa. Đến vị diện cao cấp, hắn nhất phi trùng thiên cũng rất bình thường. Đột phá thì đột phá, hiện tại nhất bộ thiên tôn ở trong mắt Lăng Hàn cũng bất quá như thế, hoàn toàn có thể địch nổi, còn nếu hắn cũng trở thành nhất bộ thiên tôn, dùng độ cao của năng lượng hư ngư tử, ngược đánh nhất bộ thiên tôn khác giống như chơi. Hắn lại tốn mấy chục năm đi đường về tới ngoại vực chiến trường. Lăng Hàn thương lượng với nữ hoàng, dù sao con đường hắn muốn đi này căn bản không có người đi thông qua, thậm chí không có điểm cuối cùng, cần cùng thảo luận với thê tử một phen. Đám người nhu yêu nữ cũng tham gia, chúng nữ đều có cách nhìn riêng. Có cho rằng Lăng Hàn không cần liều như vậy, chỉ cần từng bước một đi xuống, Lăng Hàn vẫn có thể trở thành thiên tôn mạnh nhất. Một trong, nếu đi con đường này, lại có thể lãng phí vô số năm. Nhưng nữ hoàng lại kiên định duy trì Lăng Hàn, thậm chí muốn bồi lăng hàn chung một chỗ, cũng dùng phương thức như vậy tiến lên chuẩn thiên tôn, thành tựu nhất bộ thiên tôn mạnh nhất. Lăng hàn suy nghĩ tỉ mỉ một chút, quyết định theo tâm ý của mình đi, bằng không hắn khẳng định sẽ lưu lại khúc mắc tương lai sẽ hối hận, nếu như lúc trước kiên trì, hắn lại có thể cường đại đến mức nào. Một khi lăng hàn làm ra quyết định, cái kia chính là không có khả năng cải biến. Hắn chạy tới thiên su, xin phép nghỉ, nguyên bản, chỉ cần trở thành chuẩn thiên tôn liền cần tới đây, vì chống cực cuồng loạn làm ra cống hiến đây không phải trách nhiệm của ai mà là nghĩa vụ của tất cả mọi người cho nên lăng hàn muốn xin không kỳ hạn theo lý là không thể nào được phê chuẩn nhưng chiến tích của hắn quá trói mắt đã giết tới tổng bảng không biết cống hiến hơn người khác mấy trăm mấy ngàn lần như vậy nghỉ một thời gian lại như thế nào cho nên hai vị thiên tôn kia báo cáo thỉnh cầu của lăng hàn lên rất nhanh liền có tin tức truyền về không cho phép đây là đại lão ở tầng thứ tư phê mà nghe nói người làm ra quyết định này họ hà hắn nói như vậy nếu như ở chỗ này có thể có được đặc quyền như vậy chiến công lớn còn có thể lâm trận bỏ chạy sao Lăng hàn nghe được một vị thiên tôn thuật lại trước tiên liền đoán được người này tất nhiên là lão tử của hà vũ phong dựa vào cũng quá khinh người a à. Lăng hàn âm thầm xiết quả đấm nhưng hắn không có khả năng không có cho phép liền trường kỳ rời đi ngoại vực chiến trường nếu như mỗi người đều tự do tản mạn như vậy còn làm sao chống cự cuồng loạn cho nên ở ngoại vực chiến trường kỷ luật là đặt ở vị trí thứ nhất mỗi người đều phải làm đến kỷ luật nghiêm minh nếu như lăng hàn không quan tâm rời đi như vậy hắn liền vĩnh viễn đừng nghĩ trở lại trở lại liền bị bắt trực tiếp xử tử cũng không phải là không được hắn như vậy là đào binh làm sao bây giờ đang lúc lăng hàn sầu muộn lại có một đạo chỉ lệnh truyền tới đây là khẩu dụ của một vị đại nhân vật mà người đưa tới là lâm phiêu tuyết khẩu dụ của ai thất bộ thiên tôn lâm lạc hắn nói Lăng Hàn chính là bất thế thiên tài, tương lai có khả năng tiến lên thất bộ, cải biến chiến cuộc, đối với nhân tài như vậy hẳn là tùy cơ ứng biến, không câu nệ quy củ. Cứ như vậy, hai vị thiên tôn thống thống khoái khoái phê duyệt thỉnh cầu lịch luyện vô hạn của Lăng Hàn. Tựa như một câu của Ngô Chí Hồng liền coi chuyện Ngô Hạo Dương phá hư quy củ thành hồ nháo, Lâm Lạc Đồng dạng có dạng quyền uy này. Thất bộ thiên tôn, mạnh nhất thiên hạ, Lâm cô nương, cảm ơn. Lăng Hàn nhìn Lâm Phiêu Tuyết ôm quyền nói, đây là một ân tình rất lớn. Lâm phiêu tuyết cười nhạt nói, có thể làm cho tổ phụ mở miệng, phá lệ nhúng tay, ngươi là người thứ hai. Lăng Hàn hiếu kỳ, thứ nhất là ai, tiểu cô của ta, Lâm phiêu tuyết thuận miệng nói, Lâm U Liên, Lâm gia tiểu công chúa, lại là vạn cổ thiên tài, cùng tân khí hổ đặt song song, được vinh dự có hy vọng bước vào thất bộ. Lăng Hàn gật đầu, nhất định không phụ lòng Lâm đại nhân hậu ái, Lăng Hàn xuất phát, đi theo có đám người nữ hoàng. Theo ý nghĩ của hắn, dự định xin duyên sinh thiên tôn, đại hắc cẩu, vũ hoàng tất cả cùng đi, nếu như bọn hắn có thể thành công, như vậy vô luận là thời điểm nhất bộ hay lục bộ, thất bộ, bọn hắn đều là mạnh nhất. Có thể thành công hay không lại không biết, nhưng ít ra đáng giá thử một lần. Đáng tiếc, chỉ có nữ hoàng mới được cho phép rời đi, đây là vợ của hắn, có dạng quyền lực này, nhưng những người khác. Không được, quy củ không thể nói phá liền phá, dù sao Lăng Hàn không phải thất bộ thiên tôn. Lăng Hàn cảm khái, hổ nữ không biết đi nơi nào, nếu không chung một chỗ tốt bao nhiêu nàng hẳn là ở tầng thứ năm nữ hoàng nói lang hàn gật đầu hổ nữ là bị một vị tứ bộ thiên tôn mang đi hẳn là ở tầng thứ năm tu luyện khẳng định là tu luyện để nàng đi cùng đại quân của cuồng loạn nơi đó chiến đấu kia là đang chịu chết chờ trở lại thì tìm nàng hai người dắt tay rời đi những người khác bởi vì vấn đề tu vi đều ở trong tiên khách cư bọn hắn dạo bước như thần tiên quyến lữ nếu như không có cuồng loạn chúng ta tìm một chỗ Lặng yên sinh hoạt thì tốt biết bao. Nữ hoàng đột nhiên cảm khái, qua nhiều năm như thế, nàng một mực cùng đại quân của cuồng loạn chiến đấu, gặp nhiều đổ máu cùng tử vong, biểu lộ cảm xúc. "Đợi cho tiêu diệt xong cuồng loạn, chúng ta tìm địa phương ẩn cư, sinh một đống hài tử." Lang Hàn cười nói, đôi mắt đẹp của nữ hoàng lưu chuyển, nhẹ nhàng cắn môi, xinh đẹp đến không gì sánh được. Lang Hàn lập tức động tình, lôi kéo nữ hoàng tiến vào tiên khách cư, dù sao thời gian rất dài, trước ân ái một chút cũng không sao. Trải qua hơn 300 năm đi đường, Lăng Hàn cùng nữ hoàng đi tới điểm kết nối của viêm xương vị diện cùng một vị diện khác, kia là huyền mạc vị diện, vị diện cao đẳng. Nơi này không có chiến tranh, nhưng mà vị diện cùng vị diện là quan hệ bài xích, bởi vậy, nơi này không có nhân họa, lại có nơi hiểm yếu. Từng đạo hỗn độn khí rủ xuống, đây là thiên địa trị uy, siêu việt quy tắc. chương 3077, thể ngộ lực lượng vị diện. Lúc trước tiên vực cùng dị vực va chạm, tạo thành một tiểu thế giới, cuối cùng tiểu thế giới bị đánh bạo, hình thành năng lượng chiều dâng vẫn để vô nhạc thiên tôn xông qua bị thương, có thể thấy được thiên địa trị uy cường đại. Người cũng vào tiên khách cư đi, ta đến vượt quan. Lăng Hàn nói, nữ hoàng gật đầu, tiến vào tiên khách cư, không có cậy mạnh. Lăng Hàn vận chuyển bất diệt thiên kinh, toàn thân lập tức có từng phù văn màu vàng nhảy lên, ở ngoài thân hắn hóa thành một chiếc chuông vàng, hắn nhanh chân mà đi, xông vào những hỗn độn khí này. Oanh, xung kích đáng sợ đánh tới, lăng hàn chỉ cảm thấy kim trung hộ thể run rẩy dữ dội lung lay sắp đổ hắn vội vàng bước nhanh mắt trần có thể thấy trên kim trung xuất hiện từng vết dạn nứt chỉ nửa nén hương mà thôi những dạn nứt này liền biến thành vết nứt có từng tia năng lượng tràn đến lăng hàn vội vàng toàn lực vận chuyển bất diệt thiên kinh khó khăn chữa trị những vết nứt này cực kỳ đáng sợ hiện tại hắn vận chuyển bất diệt thiên kinh lực phòng ngự là đạt đến nhất bộ thiên tôn hắn cắn răng chống đỡ nhưng càng tiến vào sâu hỗn độn khí càng đáng sợ, phù văn trên kim trung không ngừng ảm diệt, lại bị Lăng Hàn cưỡng ép rót lực lượng vào. Đây thật là quá gian nan, nguyên bản thể lực của Lăng Hàn dồi dào, nhưng bây giờ không bao lâu hắn liền cảm nhận được từng đợt khó thở, chỉ muốn ngã quỵ xuống, ngủ cái 10 năm 8 năm. Phải biết, trước đó hắn cùng Ngô Hạo Dương chiến đấu vài vạn năm cũng không có mệt như vậy. Hắn thổ huyết, gân xanh hắn lên, không tiếc bất cứ giá nào duy trì lấy bất diệt thiên kinh vận chuyển, nếu không cũng không phải là vấn đề hắn gặp phải tao ương, tiên khách cư khẳng định cũng sẽ lập tức đẻ ép, chư nữ đều khó thoát khỏi cái chết. Vì người yêu, lăng hàn bốc cháy lên đấu trí mãnh liệt, tỏa ra chiến ý vô tận, hắn đau khổ trèo trống, dưới chân càng lúc càng nhanh. Một ngày sau, lăng hàn rốt cục ra khu vực này. Bành, hắn lập tức ngã quỵ xuống, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân giống như đổ nát, hoàn toàn không có một tia khí lực. Một năm liền là 10 năm, lúc này lăng hàn mới bỏ dậy, chỉ cảm thấy khôi phục chừng một thành lực lượng. Hắn bắt đầu rút ra năng lượng hư tử, cái này lại qua hơn 3 năm mới khôi phục lực lượng được tám thành. Hắn không tiếp tục ngồi nữa, mà cất bước tiến lên. Nữ hoàng đi ra, hai người đều cảm ứng đến mảnh thiên địa này. Nơi này linh khí không bằng viêm xương vị diện, nhưng y nguyên vô cùng dồi dào, bởi vì đây là một vị diện cao đẳng, cường đại hơn. Tiên vực không biết bao nhiêu lần, hai người tiến lên, tìm kiếm một núi lửa to lớn. Bọn hắn muốn cảm ứng lực lượng độc nhất vô nhị của thế giới này như vậy càng tiếp cận địa hạch thì càng dễ dàng, nhưng muốn đi địa hạch cũng không phải sự tình nói một chút là được, dựa theo ngõ lý suy luận, tìm kiếm núi lửa cỡ lớn, sau đó từ miệng núi lửa tiến vào, liền có khả năng đạt tới địa hạch. Mấy tháng sau, hai người phát hiện một núi lửa cỡ lớn, lập tức chui vào. Buồn cười chính là, trên đường bọn hắn còn gặp được một nhóm mạo hiểm giả, đại khái là nhìn thấy nữ hoàng mỹ mạo, chủ động nhắc nhở bọn hắn, nơi này nguy hiểm kết quả nhìn thấy lăng hàn cùng nữ hoàng trực tiếp nhảy vào miệng núi lửa trong mắt đều trừng ra một phen tìm kiếm lăng hàn cùng nữ hoàng đều lắc đầu nơi này nhiệt độ hỏa diễm rất cao nhưng hòa tan tiên kim cũng nguyễn cưỡng cần tốn hao vô số tuế nguyệt cũng rất cạn rất nhanh liền chạm đến tự nhiên không có khả năng thông tới địa hạch hai người lăng hàn rời đi tiếp tục tìm kiếm trong thời gian sau đó bọn hắn một mực tìm kiếm đương nhiên cũng không quên tu luyện rốt cục bảy ngàn năm sau bọn hắn tìm được một siêu cấp núi lửa. Trong truyền thuyết của huyền mạc vị diện, đây là cấm địa tuyệt đối, ngay cả tiên vương cũng phải bó chân. Lăng Hàn lại không sợ, mà nữ hoàng trải qua nhiều năm trùng tu, cũng kém không nhiều nắm giữ quy tắc của nơi này, một lần nữa có được chiến lược tầng 9. Bọn hắn tiến vào núi lửa, nhiệt độ cao đánh tới, nữ hoàng lập tức kinh hô một tiếng, cái nhiệt độ này quá cao. Lăng Hàn thu nữ hoàng vào tiên khách cư, một mình lặn xuống. Núi lửa này vô cùng sâu, Lăng Hàn lặn 10 ngày cũng không có đến cùng, mà tới lúc này, nham tường biến thành màu đỏ sậm, lực phá hoại cực kỳ lớn, khiến cho Lăng Hàn không thể không vận chuyển Bất Diệt Thiên Kinh mới có thể chống lại. 3 năm sau, Lăng Hàn rốt cục đi tới cuối cùng. Đến nơi này, nham tường đã biến mất, tất cả đều là từng tảng đá thiên hình vạn trạc, phía trước xuất hiện một mảnh hư vô, ở trung tâm hư vô, một hình cầu 18 màu lơ lửng, tản ra uy năng không thể xâm phạm. Không thể tiếp cận, không thể chạm đến, đây là hạch tâm của vị diện thiên địa trị uy kỳ thật vô cùng cường đại, nhưng bởi vì giới hạn trong quy tắc, chỉ có thể phát huy ra một bộ phận nhỏ, nhưng mà, nếu ai muốn đi chạm đến hạch tâm của vị diệt, vậy thì sẽ kích thích thiên địa toàn lực phản phệ, quá nguy hiểm. Thất bộ thiên tôn có tư cách, thậm chí có thể đánh nổ hạch tâm của vị diện cao đẳng, nhưng lang hàn tuyệt đối làm không được. Hắn căn bản không dám tới gần, cách xa xa, gần thêm chút nữa hắn liền sẽ bị lực lượng khủng bố chấn động đến hôi phi yên diệt. Nữ hoàng cũng rời tiên khách cư, ở chỗ xa hơn ngồi xuống. Hai người đều bắt đầu cảm ứng lực lượng vị diện, lãnh hội lực lượng độc nhất vô nhị thuộc về huyền mạc vị diện. Tiên vương tầng 9 muốn dảo bước tiến lên chuẩn thiên tôn, bước đầu tiên là cảm ứng lực lượng độc nhất vô nhị giữa thiên địa, nhưng nhìn xem, một vị diện lại có mấy người làm được. Thật quá khó khăn, cho nên, dù nữ hoàng cùng lăng hàn đều là thiên tài, trong thời gian ngắn cũng không hề có động tính. Nữ hoàng còn không có đạt tới tầng 9 đỉnh phong, bởi vậy, nàng cảm ứng cực kỳ khó khăn, mà Lăng Hàn thì bởi vì đã bị năng lượng hư tử rèn luyện, tạo thành một loại cách trở, để hắn tiến cảnh cũng chậm không hợp thói thường. Theo ngõ lý lý luận, hắn cảm ứng được lực lượng độc nhất vô nhị của vị diện thứ nhất độ khó sẽ không cao lắm, bởi vì đây là con đường phải qua, nhưng muốn cảm ứng vị diện thứ hai, thứ ba. Hệ số độ khó sẽ dùng cấp số nhân tăng lên, chẳng mấy chốc sẽ đạt tới xác suất thành công gần như bằng không. Hai người tĩnh tỏa, thời gian trôi qua nhanh chóng, một ngàn vạn năm sau, nữ hoàng rốt cục đạt đến tầng 9 đỉnh phong, tiên trùng cử biến, hiệu quả cảm ứng lực lượng bản nguyên đại tăng. chương 3078, dung hợp lực lượng chi hạch. 2.000 vạn năm sau, nữ hoàng rốt cục chạm đến lực lượng độc nhất vô nhị của huyền mạc vị diệt, rút ra rèn luyện bản thân. Ý vị này nàng đã vượt ra tiên vương, bước vào chuẩn thiên tôn. Nữ hoàng độ kiếp, cái này tự nhiên là chút lòng thành, cùng thiên kiếp tầng 9 cơ bản không có khác nhau. Lại một ngàn vạn năm sau, Lăng Hàn rốt cuộc cảm ứng được lực lượng độc nhất vô nhị kia, rút ra, ở trong đan điền ngưng tụ thành một viên hạch. Hắn muốn làm, là một loại tiên phong, không có một cổ nhân nào đạt thành qua. Ngõ lý thôi diễn mười mấy vạn năm, cũng không chỉ đơn giản tính toán xác suất thành công của Lăng Hàn, còn có dùng biện pháp gì, bằng không hắn thôi diễn liền không hề có căn cứ. Lăng Hàn ở trên biện pháp của ngõ lý, lại thêm vào lý giải của mình, bắt đầu nếm thử. Đơn giản rút ra lực lượng của một vị diện thì có ích lợi gì? Lăng Hàn được vị diện thôn vệ dẫn dắt, dùng mình làm trung tâm, chẳng những dung nạp ước vạn loại lực lượng, còn muốn những lực lượng này có thể không ngừng sinh sôi, như vậy hắn liền sẽ không bởi vì rời đi một vị diện, liền rút không ra loại lực lượng này mà mất đi ý nghĩa. Ở trong đan điền của hắn, lực lượng ngưng tụ thành hạch, cái này sẽ trở thành động lực nguyên của hắn. Nhưng rút ra lực lượng đơn giản, muốn làm cho bản thân nó có thể vận chuyển, liên tục không ngừng cung cấp lực lượng, vậy thì khó khăn. Vạn sự khởi đầu nan, Lăng Hàn cũng không vội, lần lượt thất bại chỉ để hắn càng thêm kiên nhẫn. Rất nhanh, nữ hoàng cũng gia nhập nghiên cứu của hắn. Hai người đều là thiên tài, mặc dù nữ hoàng kém một chút, nhưng thêm một người khẳng định có thể giúp được một tay. Bọn hắn một mực vận chuyển vô cực thái trụ thể, gia tốc thời gian, nhưng tu vi bản thân càng cao, muốn thi triển thời gian gia tốc hay giảm tốc với mình đều vô cùng khó khăn. Bởi vậy, dù tu vi của bọn hắn đã bước vào chuyển thiên tôn, nhưng gia tốc cũng chỉ có một ngàn lần. Cái này đã coi như rất tốt, bởi vì truyền thiên tôn tiến vào thời gian tu luyện thất căn bản không có tác dụng, ngay cả gia tốc gấp đôi cũng làm không được. không ngừng thất bại, nữ hoàng cũng nóng nảy, còn tốt có lăng hàn an ủi để nàng ổn định lại tâm thần tiếp tục cố gắng. lúc năm ngàn vạn năm đến, lăng hàn cuối cùng thành công. hắn ở trong cơ thể kết xuất một hạch tâm, như hạch tâm vị diện ở trước mặt liên tục không ngừng phun trào ra lực lượng đặc hữu thuộc về vị diện này. oanh, lực lượng tuôn ra, nhưng không cách nào phóng xuất ra bên ngoài cơ thể hắn chỉ có thể rèn luyện thân thể của hắn. Bởi vì hắn vẫn là chuẩn thiên tôn, Lăng Hàn muốn chính là cái hiệu quả này, hiện tại hắn cũng không muốn đột phá thiên tôn. Ở dưới Lăng Hàn dốc lòng truyền thụ, nữ hoàng cũng nắm giữ cái hạch tâm này. Tương đối mà nói, cái này rất đơn giản, nhưng muốn rút ra lực lượng của từng vị diện, hòa tan vào, làm cho nó có thể dâng trào ra càng nhiều lực lượng độc nhất vô nhị, vậy thì khó khăn. Số lượng càng nhiều, càng khó, tính toán một chút, từ khi hai người bọn họ tới đã qua 5 tỷ năm, cái này cực kỳ kinh người. Bọn hắn rời huyền mạc vị diện, tiến về vị diện kế tiếp. Theo thường lệ bỏ ra rất nhiều năm tìm kiếm lối đi tiến vào địa hạch, sau đó bọn hắn ngồi xuống ở bên cạnh địa hạch, thử nghiệm câu thông lực lượng trong đó. Vô cùng khó khăn, vô luận là lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới, hay lực lượng độc nhất vô nhị của từng vị diện, đây đều là bài xích lẫn nhau. Còn tốt, đây chỉ là khó khăn, mà không phải là không có khả năng. Hai ngàn vạn năm sau, bọn hắn đều cảm ứng được cỗ lực lượng này. Vấn đề chân chính tới, muốn hòa tan cỗ lực lượng này vào cơ thể mình, trở thành lực lượng chi nguyên, mà không phải tiêu hao phẩm, dùng liền không có. Hai người không ngừng nếm thử, lần nữa trải qua thất bại trùng điệp, lại qua một ngàn vạn năm, bọn hắn mới rốt cục thành công. Hai loại lực lượng, Lăng Hàn cảm ứng một chút, cho dù là hai loại lực lượng cũng xa xa không thể địch nổi năng lượng hư tử. Không đủ không đủ, kém xa. Hai người lần nữa xuyên qua hai giới, đi tới vị diện thứ ba, tái diễn con đường của bọn hắn. Lần này, bọn hắn lại tốn 5.000 vạn năm mới thành công, sau đó tiến về vị diện thứ tư, dừng lại 7.000 vạn năm mới tiến về vị diện thứ năm. Bọn hắn dừng lại thời gian càng ngày càng dài, bởi vì tiến độ càng ngày càng chậm. Khi bọn hắn đi vào vị diện thứ 10, 100 triệu năm qua đi cũng không hề có thu hoạch. Lăng Hàn âm thầm tính một chút, lực lượng độc nhất vô nhị trong cơ thể hắn đã không sai biệt lắm có thể ngang hàng năng lượng hư tử. Nói cách khác, Hắn bây giờ trở về viêm xương vị diện, như vậy mặc kệ hắn thành tựu mấy bộ thiên tôn, tuyệt đối là mạnh nhất của cảnh giới này. Nhưng cái này quá dễ dàng, lang Hàn thầm nghĩ, không có khả năng chỉ có hắn mới có thể nghĩ đến khả năng như vậy, như Lâm Lạc, Chu Hằng. Cái nào không phải thiên tài trong thiên tài, chẳng lẽ bọn hắn sẽ không đi nếm thử? Có lẽ, rất nhiều cường giả đều thử qua, chỉ là mỗi người đạt tới độ cao đều không giống nhau. Khả năng có người ngưng tụ lực lượng của 10 vị diện, có ít người thì 20 cái có ít người thậm chí đến 30, 50. Phải thành tựu mạnh nhất, Lăng Hàn quyết định, mới chỉ qua vài ức năm mà thôi, hắn làm sao có thể từ bỏ. Lại 100 triệu năm qua đi, Lăng Hàn rốt cuộc cảm ứng được cỗ lực lượng này, sau đó bỏ ra 3.000 vạn năm mới dung hợp vào hạch tâm. Loại khó khăn này tăng lên theo cấp số nhân, cuối cùng sẽ đến tình trạng dù cho hắn sinh mệnh vô hạn cũng có thể vĩnh viễn không đạt được. Nữ hoàng liền chậm hơn nhiều, thiên phú của nàng cuối cùng là không thể so sánh với Lăng Hàn, Ngươi đi vị diện kế tiếp trước, ta ở chỗ này hoàn thành liền sẽ đi tìm ngươi." Nữ hoàng nói, Lang Hàn nghĩ nghĩ nói, "Được." Hắn tiến về vị diện kế tiếp, trên đường lưu lại ký hiệu chỉ có nữ hoàng mới có thể xem hiểu, dùng lực lượng thiên tôn cấp của hắn, đủ để cho dạng ký hiệu này vạn cổ bất diệt. Thời gian trôi mau, 100 triệu năm, chục tỷ năm, trăm tỷ năm, ngàn tỷ năm, Lang Hàn không ngừng xuyên thẳng qua các vị diện, đã sắp quên thời gian, hắn chỉ biết nhu yêu nữ cũng tu đến tầng chín đỉnh phong chư nữ khác thì không cần nói, các nàng tư chất có hạn, cưỡng ép tăng lên tới tiên vương, có được thân thể vạn kiếp bất diệt chính là cực hạn. Hai ngàn tỷ năm, năm ngàn tỷ năm, 10 vạn ức năm, một kỷ nguyên. Trường 3079, Lăng Phi phàm Lăng Hàn đã đếm không hết mình rốt cuộc xuyên qua bao nhiêu vị diệt, chỉ biết hạch tâm trong cơ thể đã trở nên vô cùng cường đại. Sắp đến cực hạn, nếu không, hắn sẽ khống chế không nổi, trực tiếp bạo chết. Lăng Hàn quyết định sau khi rút lấy lực lượng của vị diện này liền trở về, hắn còn muốn trở lại một bộ phận không gian hạch tâm cho viêm xương vị diện, kia là vị diện siêu cấp duy nhất của nguyên thế giới, loại lực lượng này đương nhiên không thể lãng phí. Hắn dạo bước mà đi, tản ra cô độc vô tận, tính cả thời gian gia tốc, hắn đã tu luyện dòng giã một ngàn kỳ nguyên. Cái này thậm chí vượt xa phần lớn vị diện tồn tại. Vị diện cao đẳng thậm chí vị diện trung đẳng đã bị hắn lượn quanh mấy lần, đây là một vị diện cấp thấp, linh khí rõ ràng ít đi rất nhiều hắn theo thường lệ tìm kiếm thông đạo địa hạch đột nhiên hắn dâng lên một cảm giác tim đập nhanh gặp nguy hiểm đây là phản ứng đầu tiên của lăng hàn dùng tu vi của hắn nếu tiến vào hiểm địa gì thần hồn sẽ trước tiên phát ra phản ứng nhưng hắn lập tức lắc đầu nơi này một mảnh bình thản làm sao cũng không giống như là hiểm địa hơn nữa thần trí của hắn không chỗ nào mà không bao lấy tuyệt đối không có cường giả tiếp cận chẳng lẽ là người bên cạnh hắn xảy ra chuyện cũng không có khả năng a dạng tâm huyết dâng trào này nhiều nhất chỉ có thể phát sinh ở một vị diện, chứ nữ đều ở trong tiên khách cư, mà nữ hoàng khẳng định còn ở vị diện khác, từ chỗ nào phát lên phản ứng. Hắn vốn cho rằng đây là ảo giác, mình vùi đầu tu luyện thời gian quá lâu, mới có thể đầu óc hồ đồ. Hắn muốn bỏ mặc, nhưng không bao lâu, trong lòng của hắn rung động càng ngày càng mãnh liệt, để hắn căn bản là không có cách coi nhẹ. Chuyện gì xảy ra, Lang Hàn quyết định trước hoãn tìm kiếm địa hạch, phải giải quyết căn nguyên của rung động này, bằng không hắn căn bản không có biện pháp hảo hảo tu luyện. Đây là vô tinh vị diện, vị diện cấp thấp, người mạnh nhất vị diện là bảy vị nhị bộ thiên tôn, bởi vì cách thực sự quá xa, bọn hắn cũng không có tiếp vào viêm xương vị diện hiệu lệnh, ở một mẫu ba phần đất của mình xương vương làm tổ. Đương nhiên, nhị bộ thiên tôn cũng xác thực rất cường đại, đây cũng là cực hạn mà vị diện cấp thấp có thể dung nạp, nếu không bọn hắn không rời đi, chính là vị diện vỡ vụn. Kỳ thật, viêm xương vị diện cũng không phải là không thể đưa tay tới nhưng từ vô tinh vị diện bắt đầu tiếp xuống liền toàn bộ là vị diện cấp thấp cao thủ quá ít cho nên cường giả của viêm xương vị diện cũng lười lãng phí thời gian võ giả nơi này vô cùng nóng lòng vị diện chiến tranh bởi vì vị diện trung đẳng kết nối không có xâm lược bọn hắn bọn hắn liền có thể toàn lực xâm lấn vị diện cấp thấp kế tiếp hiện tại đã sắp nhìn thấy hy vọng thắng lợi vị diện tăng lên liền có thể mở ra hạn mức cao nhất của cảnh giới những nhị bộ thiên tôn kia cực kỳ chờ mong một ngày này đến. "An gia, nghịch nữ kia còn không có hồi tâm chuyển ý sao?" An Đạp Vân hỏi, trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ, áp lực kinh người. "Đây là đương nhiên, hắn là nhị bộ thiên tôn, một ánh mắt liền có thể giết chết tiên vương tầng 9 đỉnh phong." "Cha, đây chính là con gái ruột của ngươi, ngươi còn không biết tính tình của tiểu muội sao?" Bên cạnh một thanh niên cười khổ nói, trên người hắn có chín đạo dị sắc quấn quanh, rõ ràng là một tiên vương tầng 9. Đây chính là vị diện cấp thấp, một nhị bộ thiên tôn, một tiên vương tầng 9, đây là lực lượng có thể đè sập thiên địa. An đạp phân nâng tay lên, liền muốn một tay đập vào trên lan can, nhưng tay dương lên nửa ngày, lại cuối cùng không có đập xuống. Hắn thở một hơi thật dài, bản tôn cũng là quá phóng túng nhà đầu kia, bình thường đều mặc kệ chuyện của nàng, nhưng nàng ngược lại tốt, thế mà cùng run dế của hứa đô vị diện đàm hôn luận gả, cái này khiến bản tôn làm sao chịu nổi hứa đồ vị diện là vị diện mà vô tình vị diện muốn tiêu diệt, thôn vệ. Tiểu vương bắt đàn kia, dám câu dẫn nhi nữ của bản tôn, nếu bản tôn bắt được hắn, cắt đem hắn toái thi vạn đoạn. An Đạp Vân hừ hừ nói, cha, đúng lúc này, chỉ thấy một thanh niên nhanh chân chạy vào. Vừa mới nhận được tin tức, chúng ta ở tiền tuyến đại thắng, bắt tù binh vô số, trong đó có tiểu tử lăng phi phạm kia. Ha, An Đạp Vân sững sờ, lập tức cười to, mang người đến cho bản tôn ta đã để cho người đi. Người trẻ tuổi kia nói, hắn cũng là tiên vương tầng 9, chính là nhị tử của An Đạp Vân, gọi An Bình Hải. Tiên vương tầng 9 trước thì do dự nói, cha, người thật muốn giết tiểu tử kia sao? Lần này tiểu muội không giống như đang chơi đùa, vạn nhất để nàng quá thương tâm thì làm sao bây giờ? Hắn là đại nhi tử của An Đạp Vân, gọi An Bình Thiên. An Đạp Vân trừng mắt một cái, kia là sâu liến của hứa đô vị diệt, nếu gả ái nữ của bản tôn cho hắn, không phải là bản tôn thông đồng với địch sao? Hừ, bản tôn nhất định phải chụp chết tiểu tử kia. Qua chỉ ít một tháng thời gian, Lăng Phi Phàm mới rốt cục được đưa tới An gia, dù sao không phải thiên tôn đi đường, tốc độ sẽ không quá nhanh. Ngoài cửa, An Đạp phân tự mình đi ra ngoài, hắn muốn nhìn Lăng Phi Phàm này đến cùng là người như thế nào, vậy mà để ái nữ của hắn cũng động tâm. Một thanh niên đang ngồi ở trên mặt đất, trên người hắn không có gông xiềng gì, nhưng tu vi bị phong ấn, dù không có người trông coi, hắn một ngày cũng chạy không ra bao xa, Sơn Hà Cảnh cất bước một cái là có thể đuổi kịp. Cho nên, người trẻ tuổi kia rất lưu manh, ngồi trên mặt đất, khóe miệng mang theo nụ cười bất cần đời, nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện hắn cùng Lăng Hàn chỉ ít có ba phần tương tự. Không chỉ lớn lên giống, còn có loại thần vận kia. An Đạp Vân hừ một tiếng, thấy bản tôn, còn dám ngồi, Lăng Phi phàm đứng dậy, hai tay ôm quyền, cung kính thi lễ một cái. Trong lòng An Đạp Vân càng thêm bất mãn, Loại hèn nhát này đến cùng là làm sao để nữ nhi động tâm. Bái kiến Nhạc phụ đại nhân, chỉ nghe Lăng Phi phàm nói, An Đạp Vân lập tức cứng họng, dựa vào, cái này không phải đồ hèn nhát gì, căn bản chính là lưu manh không sợ chết. Phốc, An Bình Hải không khỏi cười ra tiếng. Ba, An Đạp Vân lập tức cho hắn một tát, tiểu tử này lại dám cười lão tử, chán sống. An Bình Hải nghe răng, lão gia tử đang giận, một tát này đánh cho hắn rất đau.